Tướng mới sang đi đây anh ơi. Cực Dạ. kỳ nguy hiểm đó sếp Trà, chị thấy đông quá, đông quá. Vâng. Đây, công điện mới nhất trong đây đó, đó chuyển ra Đà Nẵng. Mọi Công người điện 2 tháng ở chuyển trong nhà ra. đó. Là... À, bên đây bớt đi em, qua bên đây nè. Xe qua bên đây nào. Hello bác sĩ. Xin mời Phó Dư Phương đây rồi. Mình còn khoảng 3 phút nữa thì mình bắt đầu ạ. Recording in progress. À, chúng em xin phép được bắt đầu ạ. Kính thưa quý đại biểu, lời đầu tiên xin thay mặt AstraZeneca Việt Nam, chúng tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn tới Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế đã cho phép AstraZeneca kết hợp với Hội Hô hấp Việt Nam tổ chức buổi hội thảo truyền hình trực tuyến ngày hôm nay với chuyên đề Quản lý hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hiệu quả tại tuyến cơ sở. Chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng và chân thành cảm ơn hai báo cáo viên, Phó sư tiến sĩ Phan Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, Phó Chủ tịch Hội Hô hấp Hà Nội, Phó sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, Tổng thư ký Hội Hô hấp Việt Nam đã đồng ý soạn bài và chia sẻ kinh nghiệm trong hội thảo hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng tới chủ tọa đoàn của 6 bệnh viện và trung tâm y tế cũng tham dự cái buổi hội nghị hôm nay. Đó là bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đàm Thận Hiền, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Duy Trinh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoành Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Và tiến sĩ bác sĩ Quách Hữu Trung, Giám đốc Bệnh viện 199 Bộ Công an. Đặc biệt là chúng tôi xin chào mừng và cảm ơn tất cả quý vị giáo sư, bác sĩ, dược sĩ đến từ các bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Bệnh viện 199 Bộ Công an, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn, Trung tâm Y tế huyện Quế Võ và Trung tâm Y tế huyện Thanh Khê. Chính sự có mặt đông đủ của các quý vị hôm nay đã tạo nên cái thành công của hội nghị. Thưa quý vị, thì AstraZeneca là một trong 50 tập đoàn dược phẩm lớn nhất thế giới hiện nay và chúng tôi tập trung nghiên cứu những sản phẩm thuốc đặc trị cho các bệnh lý như tiêu hóa, hô hấp, tim mạch, tiểu đường, ung thư và gần đây nhất đó là cái nhóm vaccine. Thì cái nhóm thuốc hô hấp hiện nay
AstraZeneca chúng tôi rất tự hào là những người đi tiên phong. Và cái chương trình Vì Lá Phổi Khỏe, như quý vị cũng biết, là một cái chương trình hợp tác giữa bộ AstraZeneca với Bộ Y tế cùng các hiệp hội chuyên ngành để đảm bảo bệnh nhân được tiếp cận dịch vụ y tế bằng cách cải thiện chẩn đoán sớm, điều trị thích hợp và quản lý ngoại trú hơn, tốt hơn các cái bệnh lý đường hô hấp như hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cụ thể chương trình là giúp nâng cao nhận thức cộng đồng và cải thiện chính sách của chính phủ trong chăm sóc các bệnh lý đường hô hấp. Thứ hai là hỗ trợ ngành y tế chẩn đoán, chuẩn hóa và nâng cao năng lực kỹ thuật cho cán bộ trong vấn đề quản lý bệnh lý hô hấp. Và thứ ba là đồng thời hỗ trợ cho các cơ sở vật chất, hệ thống y tế và tăng cường tiếp cận thuốc cũng như là điều trị hợp lý cho bệnh nhân. Thì trong suốt 4 năm qua, cái chương trình Vì Lá Phổi Khỏe đã đồng hành cùng các bệnh viện với sự hỗ trợ từ Bộ Y tế, các bộ chuyên ngành, và AstraZeneca đã đạt được những thành tựu rất là tốt trong lĩnh vực điều trị hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nhìn lại một chặng đường vừa qua thì chương trình đã đến được với hơn 130 bệnh viện và trung tâm y tế trên toàn quốc thông qua các hoạt động tài trợ trang thiết bị, sinh học khoa học, tài trợ các khóa học đào tạo y khoa liên tục, khám sàng lọc, câu lạc bộ bệnh nhân, và nhằm tăng cường năng lực của cán bộ y tế trong lĩnh vực điều trị hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, góp phần phát triển hệ thống y tế cơ sở ở Việt Nam cũng như là mang lại những lợi ích thiết thực cho bệnh nhân. Nhân dịp này thì chúng tôi cũng xin thay mặt AstraZeneca gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị giáo sư, bác sĩ, dược sĩ của Việt Nam đã hỗ trợ rất nhiều cho sự phát triển của AstraZeneca trong suốt hơn 20 năm qua, và chúng tôi cam kết sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng quý vị nhằm mục đích chung là nâng cao chất lượng y tế cho bệnh nhân Việt Nam. Và cuối cùng thì xin chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Và với cái chương trình hôm nay thì em cũng xin thông qua chương trình thì tiếp theo là hai cái bài giảng, đó là bài thứ nhất là tiếp cận mới trên thực hành lâm sàng hướng tới giảm thiểu sử dụng các thuốc cắt cơn do Phó sư tiến sĩ Phan Thu Phương. Bài thứ hai là bài vai trò của ISAT-LABA trong quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại tuyến cơ sở là do Phó sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp. Sau đó chúng ta sẽ có khoảng 20 phút để thảo luận và tập kết. Thì để bắt đầu chương trình, chúng ta sẽ đến với cái bài đầu tiên với chuyên đề là tiếp cận mới trên thực hành hướng tới giảm thiểu sử dụng thuốc cắt cơn do Phó sư tiến sĩ Phan Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, Phó Chủ tịch Hô hấp Hà Nội sẽ trình bày bài đầu tiên. Xin kính mời giáo sư. Kính thưa các quý thầy cô là chủ tọa đoàn ở tại các đầu cầu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bệnh viện 1939 Bộ Công an và Trung tâm Y tế huyện Quế Võ, huyện Lục Ngạn và huyện Thanh Khê. Hôm nay thì điều đầu tiên tôi rất là cảm ơn công ty AstraZeneca và chương trình Lá Phổi Khỏe đã cho phép tôi có cơ hội để chia sẻ với cả các quý vị đồng nghiệp các đầu cầu về một cái nội dung rất là quan trọng trên thực hành lâm sàng, đấy là mình tiếp cận mới trong thực hành giảm thiểu cái sử dụng thuốc cắt cơn ở bệnh nhân hen phế quản. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là qua các nội dung mà trình bày thì chúng ta có những cái cơ hội để chia sẻ những cái kinh nghiệm trên thực hành lâm sàng, làm nào chúng ta đạt tới được một cái phác đồ điều trị tốt nhất đối với cả cái bệnh nhân mà rất thường gặp trong cái lĩnh vực hô hấp, đấy là bệnh nhân hen phế quản. Mặc dù đây là một cái bệnh lý mà nếu mà bệnh nhân mà được điều trị đúng, tuân thủ đúng thì nó sẽ kiểm soát bệnh rất tốt. Nhưng mà trên tình hình thực tế thì rất nhiều bệnh nhân trong chúng ta chưa có cái được cái phác đồ điều trị tối ưu cũng như là cái cách tiếp cận điều trị tối ưu. Và hy vọng rằng trong cái bài chia sẻ của tôi ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có một cái nhìn mới về cái hướng tiếp cận ở trên thực hành. Và một lần nữa thì trong cái lời giới thiệu của bác sĩ Hoàng Xuân Trà thì tôi cũng rất là cảm ơn ban tổ chức đã cho phép tôi cái cơ hội này. Và cũng kính chúc cho toàn bộ các quý vị đồng nghiệp, các thầy cô ở các đầu cầu luôn khỏe mạnh, bình an trong mùa dịch. Và chúc cho Việt Nam chúng ta nhanh chóng chống dịch thành công để về được cuộc sống bình thường. Vì bây giờ đi đâu cũng nói đến là bệnh dịch, nhưng mà chúng ta cũng sẽ vừa chống dịch và vừa quản lý tốt bệnh nhân mắc những cái bệnh mãn tính của chúng ta. Bài trình bày của tôi thì gồm có 4 nội dung chính. Một đấy là thực trạng cái quản lý hen,
chúng ta bác sĩ lâm sàng thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân hen thì phải điều trị, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn xem là cái thực trạng quản lý hen của chúng ta ở trên toàn cầu như thế nào. Cái thứ hai nữa là cập nhật cái xu hướng điều trị trong quản lý hen từ khuyến cáo của SINA. Ba đấy là cái cơ sở khoa học của liệu pháp kháng viêm giảm triệu chứng trong quản lý bệnh hen phế quản. Thứ tư đấy là liệu pháp cắt cơn khi cần kèm ngừa cơn trong một dụng cụ hít, và cái liệu pháp cắt cơn thì là rất rất cần thiết trong cái quản lý bệnh nhân hen phế quản. Và phần cuối cùng là phần kết luận. Tôi xin phép đi vào phần đầu tiên, đấy là cái thực trạng quản lý hen. Thì với những cái số liệu cập nhật của các nghiên cứu được công bố thì đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là đối với cả những cái bệnh nhân hen phế quản thì hiện tại có khoảng sấp xỉ 176 triệu đợt kịch phát hen xảy ra mỗi năm trên toàn thế giới. Và như quý vị được biết rằng là cái cơn kịch phát hen ý, thì đấy là một cái tình trạng bệnh mà nó đe dọa cái sức khỏe của bệnh nhân, và đặc biệt nó là tác động rất lớn đến cái cảm xúc của bệnh nhân. Và các nghiên cứu đưa ra là khoảng 1/3 những cái bệnh nhân nghĩ đợt kịch phát nặng có thể là ảnh hưởng đến cái tính mạng, tức là bệnh nhân có thể là tử vong trong cái đợt đấy. Và như vậy thì rõ ràng là cái tác động của cái đợt cấp nó ảnh hưởng rất là nhiều đến bệnh nhân. Thế giới thì hiện tại thì có khoảng 340 triệu bệnh nhân hen. Và một cái nghiên cứu ở Anh vào năm 2015 thì đã cho thấy rằng là đối với cả những cái bệnh nhân hen ở Anh thì có khoảng gần 41.000 cái ca nhập viện do hen, một cái số lượng rất là nhiều ở trên một cái nước mà có cái trình độ y học tiên tiến. Và chúng ta liên tưởng đến Việt Nam chúng ta, đúng không? Một cái nước đang phát triển và có rất nhiều những cái bệnh nhân hen vì những cái đặc điểm về yếu tố vật lý, về môi trường, thì cái con số này nó còn cao hơn rất nhiều. Và trong với cái số liệu nghiên cứu này thì thấy khoảng là 1.400 ca tử vong hen. Điểm qua những cái nghiên cứu về cái thực trạng quản lý hen, tức là những cái bệnh nhân hen đã được kiểm soát tốt hay chưa ở các nước phát triển. Thì tổng hợp cái nghiên cứu thì một cái nhóm nghiên cứu công bố nghiên cứu những bệnh nhân hen ở châu Âu, ở Pháp, ở Đức, ở Ý, ở Tây Ban Nha và ở Anh, tất cả những cái nước rất phát triển, thì chúng ta thấy rằng khoảng 55% những cái bệnh nhân này thì chưa được kiểm soát hen tốt. Một nghiên cứu được công bố ở Mỹ năm 2009 đấy, thì thấy rằng là 40%, số này là 40% bệnh nhân hen chưa được kiểm soát, và ở Úc là 46%. Và tôi tin chắc rằng ở Việt Nam chúng ta cái con số còn cao hơn rất là nhiều. Nghiên cứu của Mazik nghiên cứu rằng là cái tỷ lệ bệnh nhân hen không kiểm soát được, nó đối chiếu so với cả cái gọi là cái bậc của hen thì thấy thế nào, thì thấy rằng là cái bậc kiểm soát hen càng kém ở tất cả các bậc điều trị, từ bậc 1 đến bậc 5. Thì với mỗi bậc thì chúng ta thấy rằng là cái phần mà hen kiểm soát một phần và hen không được kiểm soát, nó tỷ lệ nó đều xuất hiện ở các bậc đấy. Và có cảm giác như là càng cái bậc càng cao thì cái tỷ lệ phần trăm những cái bệnh nhân hen kiểm soát một phần và hen không kiểm soát được thì nó lại càng càng cao. Thì cái này là cái mà con số chúng ta thấy rằng là một cái hồi chuông cảnh báo rằng là mặc dù là có thuốc điều trị, mặc dù là bệnh theo tiên lượng là có thể kiểm soát được, nhưng mà đâu đó cái việc mà cái tuân thủ của bệnh nhân, cái việc mà ứng dụng những cái phác đồ nó làm ảnh hưởng đến cái kiểm soát hen ở tất cả các bậc điều trị. Ở khu vực châu Á Thái Bình Dương thì các nghiên cứu thấy thế nào? Một nghiên cứu được công bố vào năm 2015, nghiên cứu về thực trạng quản lý hen ở Trung Quốc, ở Indonesia, ở Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore và Đài Loan, thì thấy rằng là kiểm soát hen tốt này thì chỉ khoảng 17,8% thôi, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng với cái khu vực của chúng ta rất gần chúng ta thì cái tỷ lệ kiểm soát hen dưới 20%. Ở các nước tiên tiến thì 40-50%, và ở các nước mà khu vực chúng ta thì là dưới 20%. Nghiên cứu của Úc được công bố năm 2012 về khảo sát xem là cái gọi là cái sự hiểu biết của bệnh nhân về cái việc mà kiểm soát hen như thế nào. Thì nghiên cứu trên khoảng 2.700 người bệnh thì thấy rằng là bệnh nhân người ta thấy rằng là chỉ cần dùng cái bình xịt các triệu chứng để điều trị hen, rồi bình xịt các triệu chứng giúp kiểm soát được cái triệu chứng cũng như là bệnh hen, thì gặp ở cái mức độ gọi là tin cậy mức độ 5-6 với tỷ lệ chiếm khoảng 1/3 trên tổng số gần 2.700 bệnh nhân. Thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng cái nhận thức của người bệnh về cái việc mà điều trị, duy trì điều trị phòng xuất hiện cơn hen là nó còn rất nhiều hạn chế.
Và cái đấy là cái mà thầy thuốc chúng ta cũng phải tìm hiểu để hiểu và tìm được cái căn nguyên là tại sao mà cái hen lại không kiểm soát được. Và cái việc hiểu biết của bệnh nhân, cái việc tuân thủ của bệnh nhân nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái kết quả điều trị. Và cái này tôi nghĩ rằng là trên thực hành lâm sàng của chúng ta gặp rất nhiều các bệnh nhân như vậy. Về cái tâm lý là khi nào khó thở thì dùng thuốc xịt, rồi khi nào mà dùng thuốc nhiều như vậy thì nó có tác dụng phụ gì không. Và đặc biệt nữa là những cái kiểm soát cái việc hen mà không dùng thuốc của chúng ta còn rất nhiều hạn chế. Thì cái việc mà các bác sĩ lâm sàng chúng ta được đã chẩn đoán xác định là hen rồi và tư vấn rồi điều trị cho bệnh nhân, chúng ta phải hiểu hết tất cả những cái vấn đề này thì chúng ta sẽ giúp cho bệnh nhân của chúng ta được tốt nhất. Và cái việc mà bệnh nhân hiểu biết như thế này, tại sao lại như vậy? Tại sao bệnh nhân tin rằng là chỉ cần dùng thuốc cắt cơn và cắt cơn thì sẽ giúp cho việc kiểm soát hen rồi giảm triệu chứng rất là nhanh? Vì là khi mà bệnh nhân xuất hiện triệu chứng thì thấy rằng khi dùng thuốc một cái là giảm triệu chứng rất là nhanh. Và ở Sapa thì cái thuốc cắt cơn này chỉ được sử dụng trong các đợt cấp thôi, tức là người ta tâm lý người ta hiểu rằng là không phải dùng nhiều. Rồi truyền thông rồi những cái tài liệu thì cũng có nói đến đề cập đến, đặc biệt nữa là chi phí thấp, cho nên là khoảng 26-38% bệnh nhân được chẩn đoán là hen thì chỉ sử dụng các thuốc cắt cơn thôi. Thì đây rõ ràng là cái việc cái sự hiểu biết của bệnh nhân về bệnh nó rất rất hạn chế. Và tôi nghĩ rằng là thầy thuốc chúng ta phải nắm được và chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi là tại sao cái đơn mà bệnh nhân không tuân thủ, tại sao bệnh nhân không tái khám để nhận cái phác đồ, bệnh nhân lại nghĩ rằng là với cái điều trị như vậy thì là ổn rồi. Thì cái này là cái mà tôi nghĩ rằng là trên thực hành lâm sàng các bác sĩ chúng ta phải hết sức lưu ý. Và với mình hiểu như vậy thì mình sẽ phải dành thời gian để giải thích cho bệnh nhân, gọi là giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân hiểu về bệnh, hiểu về cái phác đồ điều trị và đặc biệt nữa là hiểu cái sự cần thiết về cái tuân thủ điều trị cả dùng thuốc và không dùng thuốc để bệnh nhân có một cái hiểu biết tốt nhất để làm thế nào bệnh nhân tuân thủ tốt nhất cho bệnh nhân. Một cái nghiên cứu được công bố tập hợp những cái nghiên cứu về tỷ lệ cái bình xịt cắt cơn sử dụng so với ngừa cơn. Đây là mình đang nói đến cái khía cạnh là cái tuân thủ điều trị rồi bệnh nhân hiểu biết điều trị, những cái băn khoăn trong điều trị, thì thấy rằng là cái tỷ lệ bệnh nhân mà dùng thuốc điều trị duy trì ICS và LABA nó thấp hơn rất nhiều so với cả cái dùng thuốc ngừa cơn với cái số liệu mà trên cái slide mà các quý vị đồng nghiệp nhìn thấy. Cái phần cái cột xanh xanh thì đấy là cái cột mà cột mà bệnh nhân dùng thuốc ngừa cơn, và cái cột màu đỏ thì đây là dùng thuốc điều trị duy trì. Thì rõ ràng với cái khuyến cáo của điều trị hen là chúng ta phải điều trị giúp duy trì hàng ngày với cái điều trị cái chỉnh cái bậc để xem là phù hợp như thế nào. Đấy là tôi đã điểm qua về cái phần mà thực trạng cái kiểm soát hen, và đặc biệt nữa là cái sự hiểu biết của bệnh nhân về hen để chúng ta có một cái nhìn, một cái khách quan về cái bệnh lý này. Đi vào phần thứ hai, đấy là gì? Sử dụng quá mức cái thuốc cắt cơn nhóm SABA. Và đây là một cái vấn đề mà toàn cầu. Tại sao lại toàn cầu? Nó sẽ thể hiện bởi những cái nghiên cứu mà tôi xin trình bày sau đây. Nghiên cứu Sabina là một cái nghiên cứu mà toàn cầu đánh giá về cái gánh nặng khi sử dụng SABA trong điều trị hen. Thì với cái việc mà hiểu rằng là thuốc cắt cơn là một cái thuốc rất là cần thiết để điều trị cũng như là cắt các triệu chứng nhanh, thì người ta làm một cái nghiên cứu toàn cầu để đánh giá cái gánh nặng sử dụng SABA trong điều trị hen. Thì nghiên cứu Sabina 1 thì nghiên cứu ở Anh trên tổng số là khoảng 570.000 bệnh nhân, thì thấy rằng là cái tỷ lệ những cái bệnh nhân xịt từ 3 bình xịt SABA trên một năm là 38%, trong đấy 27% ở bệnh nhân hen nhẹ và 58% ở bệnh nhân hen trung bình và nặng. Một cái con số mà không hề nhỏ. Đúng không? Thì rõ ràng là khi mà phải dùng thuốc cắt cơn như vậy thì hen phế quản không được kiểm soát tốt. Sabina 2 thì nghiên cứu ở 6 nước ở châu Âu gồm Anh, Canada, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan và Ba Lan, thì thấy rằng là với cái tỷ lệ mà cái số lượng bệnh nhân hen được kê toa trên 3 bình xịt một năm dao động từ 26-46%. Một cái số lượng rất là nhiều, thì rõ ràng cái gánh nặng, tức là có rất nhiều các bệnh nhân dùng cái thuốc cắt cơn. Nghiên cứu của Pambeso và được báo cáo ở hội nghị ERS năm 2020 thì cũng thấy rằng là trên 50% những cái bệnh nhân hen nhập cấp cứu là những cái bệnh nhân mà chỉ điều trị cắt cơn đơn độc hoặc là không điều trị gì. Và cái này thì tôi cũng thấy rằng đây là những cái mà thực trạng ở Việt Nam chúng ta. Bệnh nhân hen sau khi khó thở thì sợ dùng thuốc, sau đấy thì
hết những cái cơn khó thở, người bệnh ổn thì là bệnh nhân lại cắt thuốc đi. Và đây chính là những cái căn nguyên mà làm cho người ta phải nhập viện điều trị. Thì chúng ta thấy rằng là trong cái số liệu nghiên cứu công bố ở đây thì thấy rằng là 26,6% và những cái bệnh nhân cập việc cấp cứu là vì dùng Saba đơn độc thôi, khó thở thì xịt, không khó thở thì thôi, và 30% là bệnh nhân ngoài cơn bình thường là không dùng gì cả. Đấy, thì cái này là cái mà chúng ta cũng thấy là một cái thực trạng được báo cáo. Cập nhật về xu hướng điều trị trong quản lý hen từ khuyến cáo của Gina, thì như vậy thì với cái cập nhật xu hướng điều trị thì chúng ta thấy như thế nào? Thì trong cái khuyến cáo của năm 2019, 20 và 2021 của Gina thì thấy là không còn khuyến cáo Saba đơn trị trong điều trị hen nữa. Vì rõ ràng là với cái gánh nặng sử dụng Saba và đặc biệt là cái hen kiểm soát không tốt khi dùng Saba đơn trị, thì với cái cập nhật của Gina thì chúng ta thấy là không còn khuyến cáo nữa. Và cái nền tảng thay đổi này từ Gina 2019, đấy là những cái nguy cơ của việc sử dụng quá mức Saba. Thì ở đây những cái nguy cơ là gì? Khi mà sử dụng thường xuyên Saba thì sẽ thấy là giảm cái hoạt động thụ thể beta. Và khi giảm thụ động beta như vậy thì cái việc mà cái tình trạng là khi sử dụng những lần sau thì nó sẽ giảm cái tác dụng mà giảm co thắt phế quản, giảm cái khả năng bảo vệ của phế quản, tăng phản ứng quá mức đường dẫn khí và giảm đáp ứng với thuốc giảm phế quản. Thì đây rõ ràng là gì? Càng dùng nhiều Saba thì cái việc kiểm soát triệu chứng của bệnh nhân về sau nó càng kém đi. Tiếp đến là nó gây tăng cái phản ứng dị ứng và viêm đường hốp do tăng bạch cầu hoài toan. Thì đây là những cái đặc điểm về sinh lý bệnh mà nó làm cho cái bệnh hen nó sẽ rất khó kiểm soát. Thì cái này là cái mà chúng ta thấy rằng là những cái biến cố ngoại ý khi mà mình sử dụng thường xuyên Saba như vậy. Tiếp đến là gì? Sử dụng Saba nhiều hơn có liên quan đến kết quả lâm sàng bất lợi. Nếu mà sử dụng trên 3 ống Saba một năm, trung bình là khoảng 1,7 nhát một ngày, thì có liên quan đến tăng nguy cơ nhập viện cấp cứu. Như trong cái phần slide trước chúng ta đã trình bày rồi. Tức là mặc dù là dùng liên tục, dùng miệt mài như vậy, nhưng mà cái bệnh nhân mà có nguy cơ cấp cứu rất là cao. Rồi tiếp đến là số liệu cũng cho thấy là sử dụng từ 12 ống Saba một năm trở lên thì có liên quan đến tăng nguy cơ tử vong. Thì rõ ràng là gì? Với những cái thông tin đưa lên dựa vào những cái nghiên cứu đã được công bố ở những cái tạp chí y học mà gọi là có uy tín, thì chúng ta thấy rằng là bắt buộc là đây là những cái thay đổi trong cái phác đồ điều trị Gina vì những cái biến cố ngoại ý, rồi đặc biệt là những cái kết quả lâm sàng bất lợi xảy ra khi mà chúng ta dùng quá nhiều Saba, cái gánh nặng Saba ở trên bệnh nhân hen phế quản. Và trong Gina thì cũng thấy rằng là phải cá thể hóa điều trị của bệnh nhân hen, và đây cũng là xu hướng của phác đồ gọi là nguyên tắc của cái điều trị các bệnh lý mãn tính. Trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng như vậy, cũng cá thể hóa, tức nghĩa là trước đây thì về truyền thống là chúng ta chỉ có điều trị bệnh thôi, tức là bị bệnh này thì cái phác đồ điều trị như thế này, nhưng mà dần tới thì chúng ta thấy rằng là mỗi một cái cá thể, những cái bệnh nhân mà bị bệnh thì có những cái đặc điểm khác nhau và chúng ta phải điều trị trên cụ thể từng bệnh nhân một, tức là cá thể hóa trong điều trị. Và trong Gina thì cũng đã đưa ra cái thông điệp đấy là không chỉ về các thuốc điều trị, không chỉ về một liệu pháp cho tất cả, mà ở đây chúng ta phải đánh giá đối với cả những cái, tất cả những cái bệnh nhân mà được chẩn đoán hen đến thì phải đánh giá xem xét xem là chẩn đoán đúng chưa, rồi kiểm soát triệu chứng như thế nào, các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi, ví dụ như là chức năng thông khí, bệnh lý đi kèm, rồi việc sử dụng cái kỹ thuật dụng cụ các phân phối thuốc và sự tuân thủ, đặc biệt một cái cuối cùng đấy là sự ưa thích và mục tiêu của bệnh nhân. Thì cái này là cái mà chúng ta thấy rằng là đây là một cái bệnh lý mãn tính, cho nên là cái sự dung nạp của bệnh nhân, cái sự thấu hiểu của bệnh nhân, hiểu biết của bệnh nhân cũng rất rất quan trọng. Và cái này các bác sĩ chúng ta phải chú ý đấy, chú tâm đến. Chúng ta không phải là chỉ khám chẩn đoán rất đúng rồi, chúng ta cho một cái đơn và sau đấy thì chúng ta không có cái sự song hành cùng với bệnh nhân thì cái khả năng mà đạt được cái kết quả tối ưu nó cũng rất hạn chế. Và với cái việc mà chúng ta ra phác đồ như vậy thì trong cái cá thể hóa điều trị của hen thì chúng ta cũng thấy rằng là với mỗi lần tái khám thì chúng ta cũng sẽ phải điều chỉnh dựa vào những cái số liệu đánh giá đấy thì chúng ta điều chỉnh cái phác đồ điều chỉnh. Và đặc biệt nữa là với cái việc mà chúng ta theo dõi như vậy thì chúng ta cũng phải xem xét cái đáp ứng của bệnh nhân về triệu chứng, về đơn kịch phát, tác dụng phụ, rồi sự suy giảm của chức năng hô hấp, rồi sự hài lòng của bệnh nhân. Thì những cái này là cái mà chúng ta thấy là trong Gina cũng đưa đến để hướng dẫn cho người bệnh của chúng ta cái việc mà điều trị hen. Và với những cái phần mà tôi đã trình bày ở trên thì chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng Saba thì không thể là không sử dụng Daca một cách đơn độc nữa, và đặc biệt là khi sử dụng cái thuốc cắt
Sơn của Sapa, thì với khuyến cáo của Gina năm 2019-20 và 21 thì chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà lựa chọn ưu tiên cái thuốc kiểm soát và thuốc cắt cơn ưu tiên thì người ta sẽ dùng là ICS và formoterol là thuốc cắt cơn giúp giảm cái nguy cơ đột kịch phát so với Sapa, thì đây là cái lựa chọn ưu tiên. Đấy, thì chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng là có cái sự thay đổi, có đổi điều trị sau khi mà sau có khuyến cáo, sau khi mà chúng ta đã thấy là khi mà sử dụng quá nhiều, lạm dụng quá nhiều những gánh nặng Sapa thì sẽ gây nên những cái biến cố bất lợi cũng như là cái kết cục lâm sàng. Nên đây là cái mà Gina đã đưa ra khuyến cáo, đấy là cái thuốc cắt cơn ưu tiên là chúng ta sẽ sử dụng ICS và formoterol, và cái cắt cơn thay thế thì chúng ta mới dùng cái thuốc cắt cơn là Sapa khi cần. Đây chúng ta không nói là chúng ta bỏ hẳn, đúng không? Nhưng mà đấy là cái lựa chọn thay thế thôi. Và cái này là cái mà nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không dùng được cái thuốc cắt cơn ICS và LABA thì chúng ta cũng ICS và formoterol thì chúng ta cũng sẽ có thể lựa chọn Sapa. Và ở đâu thì cái cơ sở khoa học như thế nào thì để nói là cái liệu pháp kháng viêm gồm ICS và formoterol nó sẽ giúp cho cái việc mà giảm cái cắt cơn trong cái triệu chứng quản lý hen phế quản. À, thì chúng ta sẽ đi vào cái cơ sở khoa học của liệu pháp này. Thì chúng ta thấy rằng là người ta tìm hiểu cái thời điểm mà xuất hiện các cơn kịch phát của hen. Và khi mà những cái bệnh nhân hen phế quản nếu mà không kiểm soát tốt thì bệnh nhân xuất hiện những cái cơn kịch phát. Thì đây là một cái nghiên cứu được công bố trên tạp chí Thoracic năm 2018. Thì thấy rằng là cứ nghiên cứu trên số rất lượng rất nhiều ở các bệnh nhân, đúng không? Cái đầu tiên là trên 82.000 bệnh nhân, thứ hai là 218 bệnh nhân và thứ ba là 113 bệnh nhân, một cái số lượng rất lớn. Thì thấy là cứ 3 bệnh nhân thì có một bệnh nhân có đợt kịch phát trong vòng 2 năm. Cái này là cái mà như phần trên đã nói rồi, cái số lượng kịch phát ở bệnh nhân hen phế quản là không hề nhỏ và nó thể hiện bằng cái tỷ lệ bệnh nhân nặng hen kiểm soát tốt, kiểm soát không tốt, kiểm soát một phần. Thì mặc dù là một cái câu hỏi đặt ra là đã có nhiều bước tiến trong điều trị hen nhưng mà tại sao các đơn kịch phát vẫn hen vẫn xảy ra như vậy? Thì chúng ta quay lại, đấy là cái lý do, đấy là bệnh nhân, cái sự hiểu biết của bệnh nhân mà chúng ta đã đã đề cập đến phía trước, tức là bệnh nhân thì luôn muốn giảm triệu chứng ngay tức thì. Và và chúng ta thấy rằng là bệnh nhân thì tin rằng là không cần sử dụng thuốc điều trị hàng ngày khi họ cảm thấy tốt. Ở đây thì với một nghiên cứu được trên 11 nước và trên tổng số rất là hàng nghìn bệnh nhân và rồi những cái bác sĩ theo dõi bệnh nhân thì chúng ta thấy rằng là 40% bệnh nhân xác định như vậy, thuốc không cần sử dụng thuốc hàng ngày. Rồi 90% bệnh nhân thì muốn dùng thuốc điều trị giảm triệu chứng ngay tức thì, là khi khó thở một cái thì là dùng ngay. Tại vì lúc đấy thì cái này là cái mà mong muốn là rất đúng thôi, vì là khi mà bệnh nhân mà bị lên cơn co thắt thì người ta sẽ cảm thấy rất là ngạt, cũng ngạt thở, cảm giác như chết đến nơi. Cho nên là người ta sẽ muốn là dùng thuốc cắt cơn giảm tức thì. Thì đây là một cái nghiên cứu Israel đã đưa ra cái kết quả về thái độ cũng như là cái thái độ và cái hoạt động của thầy thuốc cũng như là của bệnh nhân về các giảm triệu chứng hen. Và người ta, các nghiên cứu thì người ta cũng thấy rằng là sử dụng Sapa và cái nguy cơ đợt kịch phát trong tương lai thì chúng ta thấy là gì? Khi mà chúng ta dùng từ 3 bình Sapa một năm trở lên thì làm tăng nguy cơ nhập viện cũng như là làm tăng cái nguy cơ mà điều trị corticoid đường uống khi mà trong các đợt kịch phát. Thì đấy là cái mà chúng ta cũng thấy rằng là cái biến cố về lâm sàng mà chúng ta đã đề cập ở trên. Và rõ ràng như vậy, cái việc mà chúng ta sẽ lựa chọn Sapa khi chỉ đơn trị liệu bằng Sapa hay không thì cái vấn đề này là cái vấn đề mà rất cần thiết khi mà chúng ta phải thay đổi cái phác đồ. Tiếp đến là gì? Người ta nghiên cứu các bậc của hen thì thấy rằng là với tất cả các bậc của hen thì việc sử dụng nhiều Sapa thì sẽ liên quan đến tăng cái tỷ lệ kịch phát. Đúng không? Và đây là những cái bằng chứng với cái số lượng bệnh nhân rất là lớn trên rất nhiều các nghiên cứu. Đánh giá thì chúng ta thấy rằng là với các bệnh nhân mà sử dụng quá nhiều Sapa thì sẽ liên quan đến đợt kịch phát. Và đây là những cái nghiên cứu bằng chứng để thuyết phục cho chúng ta hiểu rằng là cái việc mà bệnh nhân không tuân thủ những cái phác đồ điều trị là sẽ dẫn đến những cái biến cố rất là nguy hiểm. Như vậy thì một câu hỏi đặt ra là gì? Sapa thì không điều trị được cái nền viêm trong hen, và Sapa ở đây thì chỉ là
và có tác dụng là thuốc giãn phế quản thôi. Mà bản chất của bệnh lý hen là một bệnh lý viêm ở đường hô hấp mãn tính. Thì cái này là cái mà chúng ta hiểu rằng là về cơ chế, thì thuốc nó sẽ đánh vào cơ chế, và với cái thuốc thì cái cơ chế tác dụng như vậy thì nó sẽ giảm, nó sẽ tức là nó sẽ tác động vào cái phần nào trong cơ thể của bệnh lý. Và với hen thì là vì là viêm cho nên SABA thì nó không kiểm soát được điều trị viêm. Còn ICS và LABA thì nó sẽ giúp cho đánh giá được cái kháng, nó sẽ tác động vào kháng viêm và kèm theo nữa là cả giảm triệu chứng. Và liều ICS thì được điều chỉnh theo đồng vận. Và ở đây bắt buộc là gì? Chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ, cái hiểu biết của bệnh nhân về điều trị bệnh. Đấy là về vai trò của SABA. Thì ở đây cái mà chúng ta hiểu là gì? Khi mà chúng ta dùng ICS và dùng formoterone là cái LABA mà tác dụng nhanh, thì nó tác dụng vừa kháng viêm và nó giảm được triệu chứng. Và ở đây khi mà ta dùng như vậy thì ngoài cái việc mà giảm được triệu chứng, giảm cái sự co thắt phế quản, thì nó giảm được cái quá trình viêm. Thì đây là hai cái tác dụng và nó làm cho cái việc nó làm tăng cái hiệu quả tối đa trong cái điều trị của cắt cơn, cũng như là nó cũng góp phần trong cái điều trị duy trì vừa giảm viêm và giảm co thắt. Và chúng ta thì cũng thấy rồi, về cơ chế hiện tượng sinh bệnh học của hen thì đấy là có co thắt cơ trơn phế quản, rồi phù nề niêm mạc phế quản, tăng tiết nhầy, dẫn đến tắc nghẽn đường thở và đặc biệt là các triệu chứng. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta thấy rằng là có hai khái niệm, một là những cái bệnh nhân mà hen mà không kiểm soát được, và những cái bệnh nhân hen có những cái đợt kịch phát, thì ở đây nó gồm có các triệu chứng giống nhau, tức là có các triệu chứng về khó thở, về khó khè, và đặc biệt nữa là gì, sinh lý bệnh nó cũng giống nhau, đấy là vừa xuất hiện cái tình trạng co thắt cũng như là cái tình trạng viêm ở tại chỗ. Cho nên là nếu mà để mà giải quyết được cái gốc rễ thì chúng ta phải dùng cái thuốc để nó làm giảm cái giãn phế quản, và đặc biệt nữa là nó có tác dụng kháng viêm nữa. Thế thì ICS và cái thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh là cái thuốc mà tối ưu trong cái việc mà chúng ta kiểm soát được các hen không kiểm soát được, cũng như là những cái cơn kịch phát của hen. Thì cái này là cái cơ chế để chúng ta hiểu rằng là tại sao trong cái khuyến cáo của Gina thì ICS và formoterone là thuốc kháng viêm và giảm triệu chứng, điều trị cả bệnh nền, điều trị duy trì, và đặc biệt nữa là điều trị cả cái đợt kịch phát. Và đây một câu hỏi đặt ra là cái thời điểm cửa sổ cơ hội để chúng ta dùng thuốc để làm nào giảm được cái nền viêm, giảm được cái triệu chứng của hen. Thì chúng ta thấy rằng là trên cái slide này thì chúng ta thấy rằng là đầu tiên là khi mà xuất hiện những cái cơn kịch phát thì bắt đầu các triệu chứng nặng dần, các chỉ số viêm tăng dần, ví dụ như là chỉ số FNO, rồi các triệu chứng về ban ngày, buổi đêm bắt đầu nó nặng dần lên, đúng không? Và các triệu chứng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng cũng như là cái biểu hiện của nền viêm thì nó trong vòng khoảng 3 ngày trước khi bắt đầu xuất hiện cái cơn kịch phát. Sau đấy nếu mà không được kiểm soát tốt thì bắt đầu bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng nó nặng nề, đúng không? Tạo nên cái đỉnh rất nặng nề, nguy kịch, và bệnh nhân có nguy cơ bị tử vong. Thế và rõ ràng cái việc mà mình sử dụng các thuốc để điều trị vừa giãn phế quản vừa giảm cái kháng viêm ở cái giai đoạn cửa sổ này nó rất quan trọng, nó làm cho bệnh nhân có thể là từ cái triệu chứng, từ những cái bi lăng viêm nó xuất hiện, nó có thể chuyển sang cái giai đoạn mà nó ổn định hơn. Đấy, ví dụ giống như thế này, tức là ở cái giai đoạn cửa sổ trung bình cái thời gian khởi phát từ 0 đến 5 ngày, đấy, có những cái dấu hiệu cảnh báo có biểu hiện về mà sinh bệnh học và viêm, và đây chúng ta dùng thuốc chống viêm, dùng các thuốc giãn phế quản, thì bệnh nhân có thể là không xuất hiện những cái triệu chứng xấu nhất và chuyển sang cái giai đoạn hồi phục. Thì đấy là cái việc mà kiểm soát. Và ở đây trong cái hình này thì chúng ta thấy rằng là nếu mà trong trường hợp mà để cái các triệu chứng nặng lên, cái cơn kịch phát nặng lên, bệnh nhân phải đến khám cấp cứu, phải nhập viện, thì cái việc mà chúng ta phải dùng corticoid đường toàn thân là bắt buộc. Nhưng nếu mà chúng ta tác động vào cái giai đoạn mà cửa sổ này thì chúng ta có thể là giúp cho bệnh nhân ổn định và hồi phục. Và với cái slide này, tôi thấy rằng là đây là tập hợp các nghiên cứu trên khoảng 14.400 bệnh nhân. Và các nghiên cứu này thì được công bố ở trên các tạp chí thế giới, và đây là những cái nghiên cứu bằng chứng để chúng ta thấy rằng là khi so sánh hiệu quả của liệu pháp truyền thống ICS và LABA phối hợp với SABA cho một loạt các nghiên cứu STEAM, STEP, STAY, SMILE, COMPASS, AHEAD, thì chúng ta thấy rằng là
Budesonide và formoterol không viêm, kháng viêm, nó giúp giảm triệu chứng và duy trì, nó hiệu quả, nó giúp giảm những cái cơn kịch phát tốt hơn ở cùng các mức liều, liều cao rồi liều cao nhất so sánh với ICS, LABA và phối hợp cắt cơn bằng SABA. Thì cái này là cái mà những cái nghiên cứu bằng chứng mà đưa cho chúng ta để các bác sĩ lâm sàng chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể tin cậy để ứng dụng, rằng là khi mà bệnh nhân đang điều trị duy trì bằng ICS LABA và khi mà bệnh nhân xuất hiện được kịch phát thì chúng ta sẽ tự tin để chúng ta dùng ICS phối hợp với cả LABA mà tác dụng nhanh. Thì cái này nó sẽ có hiệu quả trong cái việc cắt cơn. Và gần đây trong một cái phân tích gộp trên 16 những cái nghiên cứu ngẫu nhiên được đăng tải vào năm 2018 thì chúng ta cũng thấy khi so sánh với mức liều ICS LABA duy trì thì cái liệu pháp SMART khi mà dùng cái Symbicort ấy, đúng không? Thì chúng ta thấy là đây là cái gốc của Budesonide Formoterol giúp kháng viêm, giảm triệu chứng và duy trì thì hiệu quả hơn trong giảm tỷ lệ kịch phát nặng. Và khi so sánh với liều cao ICS LABA duy trì thì cái nghiệm pháp SMART và Symbicort này nó cũng cho thấy hiệu quả vượt trội trong giảm cái tỷ lệ kịch phát nặng. Thì cái này là cái mà chúng ta thấy rằng là một những cái bằng chứng thuyết phục để khi mà dùng cái nhóm ICS và LABA có tác dụng nhanh, nó hiệu quả giảm cơn kịch phát nặng so với cái mức liều ICS và LABA duy trì bình thường. Và một cái nghiên cứu người ta cũng thấy rằng là cái kiểm soát hen một phần cùng cái mức liều duy trì cao với cả mức duy trì trung bình thì thấy rằng là hiệu quả trong cái việc mà kiểm soát các triệu chứng hen tương đương khi mà dùng cái nghiệm pháp SMART. Thì cái này là cái mà tôi biết chắc rằng từ trước đến nay các quý vị đồng nghiệp cũng đã được nghe rất nhiều rồi. Đấy là mà trên thực tế lâm sàng thì chúng ta cũng thấy là nó cũng đạt được rất nhiều hiệu quả khi mà chúng ta dùng cái nghiệm pháp SMART điều trị hen. Tiếp đến cái phần thứ tư, đấy là chúng ta trao đổi xem là liệu pháp cắt cơn khi cần kèm ngừa cơn trong một dụng cụ. Cái này thì tôi thấy rằng là nó rất là tiện lợi trên lâm sàng. Đấy, chỉ cần một cái dụng cụ, nó sẽ có bao gồm là ICS và LABA vừa giúp điều trị duy trì cũng như là điều trị cắt cơn thì nó sẽ rất tiện hơn là những cái thuốc, ví dụ ICS và LABA và cộng với SABA, tức là hai phải cần hai dụng cụ, bệnh nhân phải luôn luôn có trong người hai dụng cụ. Thì cái này là cái mà chúng ta thấy rằng là nó rất là tốt trên lâm sàng. Vì ở đây, cái slide này tôi nhắc lại, đấy là cái cửa sổ cơ hội kiểm soát được cái viêm, ngăn được các đợt kịch phát và giúp cho bệnh nhân thoát qua những cái giai đoạn mà kịch phát tốt nhất khi mà chúng ta tác động đúng vào cái giai đoạn cửa sổ. Sẽ giúp cho bệnh nhân giảm cái triệu chứng xấu nhất, biểu hiện bằng các triệu chứng ban ngày, ban đêm và phải sử dụng ICS. Và như vậy thì để khẳng định đấy là gì, khi mà điều trị hen thì chúng ta phải điều trị cả triệu chứng lẫn nền viêm. Và trong với cái thuốc cắt cơn thì chỉ có tác dụng giãn phế quản và không kiểm soát viêm. Còn nếu mà ICS cộng với LABA mà tác dụng nhanh thì nó còn tác dụng giảm viêm nữa, giảm cho cái việc mà phù nề niêm mạc phế quản, giảm cái việc mà ít nhầy, làm cho cái đường thở nó thông thoáng. Thì cái này là cái mà về mặt cơ chế là chúng ta cũng đã hiểu rất rõ rồi. Và formoterol thì người ta băn khoăn là một cái tác dụng kéo dài, tuy nhiên thì cái khởi phát tác dụng của nó thì cũng tương đương như SABA. Với cái slide này thì tôi cũng muốn nhắc lại cái ý như vậy để chúng ta không băn khoăn là tại sao lại tác dụng kéo dài nhưng mà lại còn tác dụng nhanh nữa. Thì đây là một cái nghiên cứu người ta đưa ra, thì người ta thấy rằng là khi mà dùng formoterol với cả SABA thì cái thời gian khởi tác dụng ngang tương đương nhau. Nghiên cứu Sadun đánh giá cái sử dụng liều khi cần ở bệnh nhân dùng liều pháp Budesonide Formocatcon khi cần kèm ngừa trong một dụng cụ HIT. Thì đây là một cái nghiên cứu quan sát trong vòng 12 tháng đánh giá cái sử dụng cái Budesonide và Formoterol khi cần cắt cơn một bình HIT tại 12 nước châu Âu, nghiên cứu trên độ khoảng 4.600 bệnh nhân. Thì với những cái mức liều của 84,5 rồi 164,5, 160 trên 4,5 với cái liều gấp đôi với cái số lượng bệnh nhân như trên slide các quý vị đồng nghiệp đã thấy. Thì ta thấy rằng là đây là một cái nghiên cứu đa trung tâm trên số lượng bệnh nhân lớn để chúng ta đánh giá cái sử dụng cái cần liều như thế nào. Thì nghiên cứu cũng cho thấy là đa số những cái bệnh nhân kiểm soát tốt không cần phải dùng thêm một liều khi cần trong khoảng 2/3 thời gian nghiên cứu. Tức là nếu mà bệnh nhân dùng duy trì liều phụ thuộc vào bác sĩ chỉ định với cái khoảng liều là 84,5, 164,5 hoặc là cái liều mà 160
trên 4,5 mà liều gấp đôi lên, đúng không? Hai lần một ngày. Thì chúng ta thấy rằng là với những cái khoảng liều như vậy thì đa số bệnh nhân kiểm soát tốt. Thì rõ ràng với cái việc mà chúng ta chỉ cần một cái dụng cụ acid la ba như vậy thì đã giúp cho bệnh nhân kiểm soát tốt rồi. Và đây là những cái ưu việt khi mà trên thực hành lâm sàng. Và trên thực tế khi mà tôi chỉ định cho bệnh nhân thì tôi cũng thấy rằng là chúng ta chỉ cần kê một cái đơn gồm có budesonide, formoterol, đúng không? Và chúng ta ghi liều duy trì. Xong đấy thì khi mà bệnh nhân lên cơn thì bệnh nhân lại vẫn sử dụng cái liều đấy, thì chúng tôi thấy rằng là nó rất là hợp lý trên lâm sàng. Một cái câu hỏi đặt ra là với cái việc mà cứ cắt cơn thì là chúng ta dùng ICS như vậy thì cái lượng corticoid nó có nhiều không? Và cái này cái là cái băn khoăn. Thì một cái nghiên cứu được công bố vào năm 2007 thì người ta thấy rằng là so sánh nghiên cứu COMPASS và AHEAD nghiên cứu thì một cái nhóm là mình dùng ICS LABA và SABA khi cần, rồi một nhóm là chúng ta dùng budesonide, formoterol và SABA khi cần, và một nhóm là chúng ta chỉ dùng budesonide, formoterol kể cả cắt cơn và điều trị duy trì. Thì chúng ta thấy trong nghiên cứu COMPASS thì thấy rằng là với cái nhóm mà chỉ dùng một dụng cụ hít này thì thấy là nó giảm khoảng 25% về cái lượng corticoid so với cả cái nhóm mà dùng truyền thống trước đây là dùng ICS LABA và SABA khi cần. Thì rõ ràng là mặc dù là khi cắt cơn chúng ta cũng dùng ICS và LABA, nhưng mà rõ ràng cái nồng độ corticoid nó không bị nhiều hơn. Và cũng tương tự như vậy với cái nghiên cứu AHEAD, thì đây là cũng như cái bằng chứng để chúng ta thấy rằng là tự tin hơn để cái việc mà chúng ta dùng ICS để cắt cơn. Và cái này là cái mà cũng là cái bằng chứng để cho Gina đưa vào khuyến cáo chọn cái lựa chọn ưu tiên. Đấy là dùng ICS và formoterol, tức là một cái LABA kéo dài nhưng mà có tác dụng nhanh. Vâng, và trên đây là những cái phần mà tôi trình bày để đưa đến cái gánh nặng khi mà chúng ta dùng SABA. Và cái khuyến cáo đấy là chúng ta sẽ không dùng SABA đơn độc nữa. Và tôi có mấy cái kết luận trong bài trình bày của mình. Một là cái tuân thủ điều trị kém và sử dụng quá mức SABA là nguyên nhân lớn dẫn đến hen không được kiểm soát và dẫn đến những cái đợt kịch phát, sẽ dẫn đến những cái gánh nặng bệnh tật, những cái chi phí và đặc biệt là cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Rồi tỷ lệ tử vong của hen thì vẫn xảy ra và không tỷ lệ không hề thấp. Hai nữa là cái kết luận thứ hai đấy là kết hợp giữa ICS và LABA tác dụng nhanh trong một dụng cụ với cái liệu pháp duy trì và cắt cơn sẽ giúp được là đảm bảo cái việc mà đạt được cái hiệu quả, đảm bảo được cái liều ICS và cải thiện được cái tình trạng tuân thủ điều trị kém của người bệnh. Và các nghiên cứu về đã cho thấy thì cái việc mà dùng ICS và formoterol cắt cơn kèm ngừa cơn trong một dụng cụ thì nó hiệu quả, nó giảm cơn kịch phát cũng như là kiểm soát triệu chứng tương đương khi mà chúng ta dùng truyền thống đấy là ICS LABA và dùng SABA khi cần. Thì trên đây là mấy cái kết luận trong bài trình bày của tôi, và tôi cũng thấy rằng là trên thực hành lâm sàng, nếu mà chúng ta dùng làm thế nào mà với kinh nghiệm của chúng ta giúp cho bệnh nhân hiểu về bệnh, chúng ta giúp cho bệnh nhân thuận lợi nhất trong những cái phác đồ điều trị thì sẽ giúp cho cái tuân thủ của bệnh nhân tốt hơn. Và cái việc mà chúng ta dùng budesonide cũng như là budesonide phối hợp với formoterol trong một dụng cụ cả duy trì cũng như là cắt cơn thì rất là thuận lợi. Thì đấy cũng là một cái lựa chọn mà các đồng nghiệp sẽ lựa chọn trong cái phác đồ điều trị của mình đối với bệnh nhân hen, và để làm nào giúp cho bệnh nhân hen của chúng ta sẽ kiểm soát bệnh một cách tốt nhất. Và trên đây là phần trình bày của tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của các quý vị đồng nghiệp. Vâng, xin trân trọng cảm ơn bài trình bày của Phó sư tiến sĩ Phan Thu Phương. Một bài trình bày rất là đầy đủ và cập nhật toàn bộ về phần hen, cũng như là nhấn mạnh cái việc mà sử dụng cái thuốc cắt cơn. Nếu mà lạm dụng quá mức thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới những cái chất lượng điều trị. Tiếp theo chương trình thì xin trân trọng được kính mời bài trình bày thứ hai của Phó sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp, với tiêu đề là vai trò của ICS LABA trong quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại các tuyến cơ sở. Xin trân trọng kính mời giáo sư. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Trà. Thì như cái phần trước tôi cũng đã trao đổi ban tổ chức, vì là sau cái buổi hội thảo này thì tôi có một cái công việc về buổi họp nữa, cho nên là tôi cũng rất mong nhận được những cái câu hỏi chia sẻ của các quý vị đồng nghiệp để mình có thể trao đổi thêm
xem là với những cái nhìn nhận như vậy, với cái thực hành lâm sàng như vậy thì với kinh nghiệm của các quý vị đầu cầu sẽ có như thế nào. Thế và nếu mà trong trường hợp mà quý vị chưa có các câu hỏi thì cũng sẽ xin phép nhờ Phó Giáo sư Giáp có thể là giúp tôi trả lời trong cái phần cuối ạ. Vâng. Vâng, xin lỗi Phó Giáo sư Giáp một chút. Có việc đột xuất của bệnh viện thì chúng ta sẽ thảo luận trước một chút về cái topic của giáo sư Phương. Thì xin trân trọng kính mời các đầu cầu, các bệnh viện, các bác sĩ có thể mình nếu có những câu hỏi gì liên quan với cái chủ đề mà giáo sư Phương vừa trình bày thì chúng ta có thể thảo luận luôn ạ. Bệnh viện 199 xin có được không ạ? Anh chào. Vâng, xin mời anh Trung ạ. Vâng, kính thưa Phó sư tiến sĩ Phan Thu Phương, xin được chia sẻ, xin hỏi cô ạ. Cái thuốc đối kháng thụ thể Leukotriene Montelukast hiện còn vai trò gì trong ngừa hen phế quản không hả thưa cô? Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Thế thì đối với cả trong cái phác đồ điều trị hen của Gina 2021 thì chúng ta cũng thấy rằng là, vâng, tôi xin lỗi được chia sẻ ở đây. Thế thì trên thực hành lâm sàng ấy thì chúng tôi thấy rằng là nếu mà trong trường hợp mà hen phế quản mà kèm theo những cái tình trạng dị ứng khác, ví dụ như là viêm mũi dị ứng, và đặc biệt là ở trẻ em ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta dùng phối hợp nó rất là hiệu quả. Ngoài cái việc mà giảm cái tình trạng viêm, giảm cái tình trạng co thắt phế quản thì nó cũng giảm cái tình trạng mà ở viêm mũi, ở dị ứng, và như vậy thì nó sẽ giúp tối đa cái hiệu quả điều trị ở trên bệnh nhân. Thì cái này là cái mà trên thực hành lâm sàng, nếu mà trong cái thể hen mà bệnh nhân có kèm theo viêm mũi dị ứng thì chúng tôi hay dùng ạ. Vâng. Và trong cái phác đồ của Gina trên cái phần mà slide share tôi chia sẻ đây thì cũng đã thấy, không biết là có, vâng, có chia sẻ thì cũng đã thấy rằng là đưa những cái phác đồ, thì ở đây chúng ta thấy rằng là Leukotriene cũng là một trong những cái chỉ định trong cái phác đồ của Gina, và đặc biệt nữa là trong cái trường hợp mà hen mà kèm theo viêm mũi dị ứng là một cái thể hen mà chúng ta thấy cũng rất rất thường gặp trên lâm sàng. Rất cảm ơn Phó sư Phương ạ. Như vậy chúng tôi sẽ ứng dụng ở trong trường hợp hen mà hay kèm theo viêm mũi dị ứng là đúng là rất gặp rất nhiều trong thực tế lâm sàng hàng thực hành hàng ngày. Xin cảm ơn Phó sư Phương ạ. Alo. Các đầu cầu có thang xin cơ kiến ạ. Xin ngài xin. Alo. Dạ. Dạ. Quốc Nam ạ. Dạ. Kính thưa các quý thầy cô. Alo. Vâng ạ, mời Phạm. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Phong của bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Thì trước mắt tôi xin có hai câu hỏi trước. Tức là thứ nhất cũng liên quan hơi rộng tí cả hen COPD. Xin hỏi cho sư Phương là thứ nhất đó, là những cái bệnh nhân hen COPD lâu năm á thì sẽ hình thành những cái ổ giãn phế quản khi mà mình chụp cắt lớp, và trên lâm sàng thì vẫn thấy những tình trạng co thắt như vậy, thì có việc điều trị phòng cho các đối tượng bệnh nhân này có gì khác nhau không? Câu hỏi thứ hai là hiện tại bệnh viện chúng tôi là tiếp nhận các bệnh nhân từ bệnh viện Lao và Ngọc Thạch về bệnh viện Đa khoa trong thời gian đấy, cũng trước kia thì bệnh viện là COVID, thì cái bệnh đồng mắc giữa cái hen COPD với là lao phổi rất là nhiều. Thì tôi cũng xin hỏi với cái liều như vậy của COVID á, thì có làm liền có làm bộc phát những cái hen, cái lao tiềm ẩn hay không? Hay nói cách khác là do sử dụng cái này thì cái vai trò của cái lao cũng lại phát triển nhiều hơn không? Thì cũng xin chú sư trả lời hai câu hỏi như vậy. Xin cảm ơn. À, vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của anh Phong, một cái câu hỏi mà rất rất lâm sàng. Thì ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là chắc là cái phần mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì Phó Giáo sư Giáp cũng sẽ chia sẻ một cách gọi là chi tiết hơn. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là có đối với cả CMD cũng như hen thì chúng ta thấy rằng là cũng rất hay gặp đồng mắc giữa với cả giãn phế quản. Giãn phế quản thì đây là một cái bệnh lý mà chúng ta thấy rằng là cái đường phế quản của nó bị giãn ra, và cái đường kính ở những cái thế hoạn phế quản sau là nó rộng hơn so với đường phế quản trước. Và đặc biệt là với cái bệnh cảnh lâm sàng, vì cái sinh lý bệnh như vậy cho nên là cái tình trạng mà nhiễm trùng, đó là giãn phế quản nó bội nhiễm ấy, thì chúng ta gặp rất là nhiều, và gặp cả trong hen, cả trong trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuy nhiên đối với bệnh lý hen ấy, thì ở đây chúng ta phải một cái vấn đề đấy là nhiều khi chúng ta nhầm lẫn đây có phải là một cái tình trạng bệnh lý giãn phế quản bẩm sinh và có triệu chứng co thắt phế quản không. Thế thì ở chúng tôi rất là hay gặp những cái trường hợp mà bệnh nhân cứ vào bảo là các tuyến cứ từ bé đã được chẩn đoán hen vì là có cái dấu hiệu khó thở, khó cử. Nhưng khi chụp lên thì chúng ta thấy rằng là
chẩn đoán, cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định của giãn phế quản, đấy là chụp cắt lớp vi tính lớp mỏng độ phân giải cao, thì chúng ta thấy là giãn phế quản rất là nhiều và nó toàn bộ hai bên. Thì đây rõ ràng là cái việc mà chúng ta chẩn đoán nó không đúng, là đây là hen, mà đây là một cái bệnh lý mà giãn phế quản nó làm gọi là một cái bệnh lý về di truyền, nó ảnh hưởng đến cái cấu trúc của đường thở, nó làm cho giãn phế quản hết toàn bộ hai bên phế quản và có dấu hiệu là có cử. Thì cái này là cái trên thực tế lâm sàng của chúng ta là bệnh nhân cứ có cử là chẩn đoán là hen và điều trị hen, thì cái việc mà chúng ta phải chẩn đoán phân biệt xem là đây là hen hay là giãn phế quản. Thế còn cái thứ hai đấy là cái bệnh lý đồng mắc giữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì qua các nghiên cứu thì thấy rằng là có những cái nghiên cứu mà thấy tỷ lệ gặp khoảng 50%. Đấy, thế thì ở đây người ta thấy rằng là người ta phải sàng lọc giữa cái hen và cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có đồng mắc với cả giãn phế quản hay không, ở những cái trường hợp mà bệnh nhân có những cái nhiễm trùng ở đường hô hấp nó nặng nề, tức là có rất nhiều đợt cấp, và đặc biệt nữa là về mặt vi sinh, về mặt những cái vi khuẩn ở trên đường hô hấp mà mình thấy rằng là hướng tới giãn phế quản, thì cái này là cái mà chúng ta phải tầm soát trên lâm sàng. Đấy, thì những cái bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính vào, đặc biệt là vào rất nhiều lần, có rất nhiều đợt cấp, và đặc biệt là có thể tìm thấy những cái vi khuẩn và thực khuẩn mù xanh, thì lúc đấy chúng ta phải chụp CT lớp mỏng độ phân giải cao để tầm soát cái bệnh lý của giãn phế quản, để chúng ta có những cái phác đồ điều trị tối ưu cả bệnh lý COPD cả giãn phế quản. Bên cạnh đấy thì có những trường hợp mà giãn phế quản khi mà đo chức năng hô hấp lên thì chúng ta thấy là có cái tình trạng mà tắc nghẽn, đúng không? Thế thì cái này là cái mà nó là chồng lớp giữa giữa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giãn phế quản hay là bệnh giãn phế quản nhưng mà có rối loạn thông khí tắc nghẽn. Và với những cái phác đồ như vậy thì chúng ta sẽ tối ưu, tôi gọi là cá thể hóa để mình điều trị. Vâng, thì cái này là cái mà tôi thấy rằng là câu hỏi của bác sĩ Phong là rất rất lâm sàng đấy ạ. Với một người sếp như thế này là các nhân viên là phải luôn luôn là phải rất là gọi là phải cập nhật những cái kiến thức, để vì là sếp rất là nắm chắc về mặt lâm sàng. Thì cái đấy là cái mà giữa hen và COPD với giãn phế quản, thì tôi cũng thấy rằng là với kinh nghiệm thì chúng tôi chia sẻ với các đồng nghiệp như vậy. Và với cái việc bệnh lý giãn phế quản ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái nhiễm trùng, những cái đợt cấp, nó là một trong những cái làm cho ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như là gánh nặng bệnh tật. Cho nên là những cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân giãn phế quản và đặc biệt là phục hồi chức năng hô hấp là rất quan trọng, lại kèm theo cả cái bệnh lý của COPD nữa. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta chọn cho bệnh nhân cái phác đồ nào thì đấy là cái cá thể hóa trong điều trị. Thế thì ICS và LABA điều trị trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì trong phần sau Phó giáo sư Giáp sẽ có một cái bài trình bày, đấy là chúng ta sẽ chọn lựa như thế nào. Đấy, với cái đối tượng nào thì chúng ta rất là thuyết phục khi mà chúng ta dùng ICS LABA, những trường hợp nào mà cân nhắc, và đặc biệt những cái trường hợp nào mà chúng ta phải phải xem là có chỉ định hay không. Thì nếu mà bệnh nhân có những cái nguy cơ bị nhiễm trùng, đặc biệt là viêm phổi thì lại gặp rất là nhiều, rồi những cái yếu tố thuận lợi khác, thì lúc đấy ICS và LABA trên lâm sàng khi mà các đồng nghiệp sử dụng thì chúng ta sẽ phải cân nhắc. Thì trong cái bài sau ấy ạ, Phó sư Giáp sẽ trình bày rất rõ. Và cái câu hỏi thứ hai của anh Phong đấy là lao và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Một cái phần này thì đấy là một gọi là hôm trước thì tôi cũng có tham gia một buổi họp chuyên gia gồm có thầy giáo sư Ngô Quý Châu, chủ tịch Hội Việt Nam, rồi giáo sư tiến sĩ Lê Tuyết Lan, thầy Nhung và các thầy cô, thì nói đến về mình cập nhật những cái chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và các thầy các cô đang chuẩn bị để biên soạn. Thì ở đây cũng đưa ra một vấn đề, đấy là gì, lao vào bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Ở đây thì nó có hai cái, một là gì, vừa bị COPD và mình kèm theo bị mắc lao, và cái thứ hai nữa là COPD trên nền bệnh nhân bị lao. Thì cái này là cái mà hai cái mảng mà chúng ta thấy rằng là rất rất thực tế trên lâm sàng. Thế thì ở đây một câu hỏi của anh là không biết là dùng COPD và chúng ta dùng ICS vậy thì có tăng nguy cơ bị lao hay không. Thì phần này thì tôi cũng sẽ nhờ Phó Giáo sư bổ sung sau, nhưng mà với kinh nghiệm của tôi thì tôi cũng thấy rằng là lao thì nó có những cái thể trạng mà mình sẽ nguy cơ bị nhiễm. Thế thì với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì với cái tình trạng bệnh mãn tính như vậy lâu dài kéo dài thì cái nguy cơ bị lao nó cũng giống như là những cái tần số mắc, tức là cái nguy cơ bị lao cũng giống như các cộng đồng khác, đặc biệt là những cái nhóm bệnh mãn tính, thì rõ ràng là chúng ta có gặp ở trên bệnh nhân mà bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cái thứ hai nữa là khi mà đã bị lao rồi, có những cái biến chứng, tức là có những cái di chứng của lao, ví dụ như là cái giãn phế quản, ví dụ như là tổn thương xơ rồi co kéo rồi xẹp phổi, thì trên nền bị như lao như đấy phải kèm theo bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đúng không? Và khi mà đã có cái di chứng của lao như vậy thì những cái nhiễm trùng tiềm tàng
nó cũng có. Thì người ta cũng sẽ cân nhắc đấy là trong những cái đợt cấp thì chúng ta sẽ điều trị giống như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đơn thuần, đấy là dùng, có thể dùng kháng sinh, dùng corticoid, đường toàn thân với cái liều theo khuyến cáo, rồi dùng khí dung, Saba Sama giống như. Nhưng mà trong cái trường hợp mà dự phòng thì chúng ta phải hết sức cân nhắc khi mà chúng ta dùng ICS. Thì cái này là cái mà trong khuyến cáo mà của Bộ Y tế mà các thầy các cô trong các chuyên gia đang chuẩn bị cập nhật ấy, theo cái quyển năm 2018 tuần vừa trước, thì các thầy các cô đã đưa ra một cái cơ địa một bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên nền bị lao. Thì các thầy cũng hy vọng rằng là trong cái khuyến cáo mới nhất thì các chuyên gia cũng sẽ đưa những cái hướng dẫn mà cụ thể trên lâm sàng. Và đặc biệt nữa là tôi cũng thấy rất là, tôi nghĩ rằng là cái quyển khuyến cáo lần này của các thầy các cô cũng sẽ đưa rất chi tiết để giúp cho các tuyến cơ sở mình có những cái tiếp cận gọi là đa chiều. Tại vì rõ ràng bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của chúng ta có rất nhiều các bệnh lý đồng mắc, cũng như vậy đối với bệnh nhân hen. Vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của anh Phong ạ. Vâng, xin được hỏi các bệnh viện khác ạ. Em có nhận được một câu hỏi ạ, và xin giáo sư Phương trả lời nốt câu hỏi này. Một bác sĩ Thủy ở bệnh viện Gia Đình thì xin được hỏi về vai trò của kháng thể đơn dòng trong điều trị hen. Kháng thể đơn dòng có góp phần làm giảm thiểu sử dụng thuốc cắt cơ hay không? Dạ, xin mời giáo sư. Vâng, kháng thể đơn dòng thì thực ra đây là một cái hướng mà điều trị trong những cái thể mà hen mà gọi là điều trị theo sinh lý bệnh. Và đặc biệt là những cái trường hợp mà bệnh nhân hen mà không kiểm soát được bằng những cái phác đồ thông thường. Thế thì cái này là một cái hướng mà tôi nghĩ rằng là, tức là một cái gọi là một cái điều trị, gọi là điều trị chuyên sâu đối với những cái thể hen mà chúng ta khó kiểm soát. Thế thì thực ra thì đối với kinh nghiệm chúng tôi thì những cái trường hợp mà bệnh nhân mà hen nặng, hen khó kiểm soát thì chúng tôi cũng đã có vài trường hợp dùng, thì thấy rằng là nó cũng giúp cho cái việc mà kiểm soát. Và đặc biệt là có sản phẩm của Acha, chắc là anh Trà sẽ có cơ hội để trao đổi với các quý vị đồng nghiệp, thì chúng ta hy vọng rằng là trong thời gian tới thì chúng ta trên thực hành lâm sàng chúng ta có thêm một cái vũ khí để điều trị cho những cái bệnh nhân mà hen khó trị. Mặc dù chúng ta đã điều trị những cái phác đồ truyền thống rồi nhưng mà vẫn không kiểm soát được, rồi chúng ta đã kiểm soát hoàn toàn những cái yếu tố nguy cơ rồi, thì đấy là những cái hen mà khó trị, hen dai dẳng, thì cái kháng thể đơn dòng là một trong những hướng mới ạ. Vâng, xin hết ạ. Vậy thì các câu hỏi về hen thì có lẽ là tạm thời các bác sĩ cũng nếu mà có em, câu hỏi tiếp theo thì hello. Hello. Vâng. Em ở đầu cầu Bình Định, xin hỏi cô Hương. Em đang có người sĩ Nguyễn Văn Tâm ở khoa Nội Trung Cao bệnh viện đầu cầu Bình Định. Xin hỏi cô Phương hai câu. Là thứ nhất là cô nói cái Symbicort là cái phọc Voltaren với Budesonide Smack á, thì nó dùng thí dụ đó với trẻ em mình, nó nhỏ tuổi quá thì nó chưa hợp tác được thì có dùng được hay không, mà nếu mà ở dưới tuổi nhỏ á không dùng được thì thay thế loại nào. Câu hỏi thứ hai là cho em hỏi là trong cái thể hen có thể nào mà chỉ có ho không, không có gì triệu chứng khác, chỉ có triệu chứng ho, đối với những thể này thì điều trị ra sao? Dạ, xin hết. Dạ, vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của quý vị đồng nghiệp. Cái câu hỏi đầu tiên đấy là đối với Symbicort dùng ở trẻ em, thì cái câu hỏi này thì sẽ nhờ bác sĩ Hoàng Xuân Trà trả lời giúp. Và thế còn tôi thì với kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy rằng là cái việc mà dùng cho trẻ em thì chúng ta có những cái dụng cụ của baby handler tùy thuộc vào theo lứa tuổi. Nếu mà trẻ mà nó lớn rồi thì chúng ta cũng có thể dùng cái Symbicort được. Thế nhưng mà đối với cả cái phác đồ mà tôi cũng chia sẻ cho quý vị đồng nghiệp, đấy là đối với trẻ từ 12 tuổi trở lên. Trẻ có thể chủ động được các sử dụng các dụng cụ phân phối thuốc. Thế còn đối với cả cái trẻ nhỏ hơn thì tí nữa tôi sẽ xin nhờ bác sĩ Trà có trao đổi xem là đối với cả lĩnh vực nhi khoa thì như nào. Thế là chúng tôi thì không có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đấy trong điều trị. Tuy nhiên thì tôi cũng thấy rằng là đối với trẻ em thì chúng ta sẽ dùng những cái Acuhaler, những cái bình xịt, và có những cái baby haler để giúp cho cái việc bệnh nhân sử dụng. Cái này là cái mà đồng nghiệp cũng đã biết rồi. Cái phần này là tôi cũng chia sẻ như vậy. Cái thứ hai nữa là cái câu hỏi thứ hai của đồng nghiệp đấy là về tôi xin lỗi, đấy là câu quên xin đồng nghiệp nhắc lại cái câu thứ hai ạ.
Dạ cho em hỏi là trong trong các thể hen có thể nào là chỉ có ho không, không có triệu chứng khác? Dạ vâng. Dạ thì đối với thể này điều trị ra sao? Dạ vâng. À, thì đúng một cái câu hỏi mà chúng ta thấy rằng là trên thực tế lâm sàng và chúng ta gặp rất là nhiều những cái trường hợp mà đến với cái triệu chứng là ho, ho thôi. Và ho thì cũng là một cái tình trạng mà nó thể hiện một cái mức độ là có cái tính tăng đáp ứng ở đường thở, có tình trạng có thể là nó phản ứng của đường thở. Thế thì ở đây với cái trường hợp mà ho kéo dài, chúng ta cũng phải hết sức lưu ý. Đấy là chúng ta chẩn đoán hen, tại vì có rất rất nhiều các nguyên nhân mà gây ho. Và tôi nghĩ rằng là trên kinh nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi phải sàng lọc tất cả các nguyên nhân gây ho. Và sau khi mà đã sàng lọc xong mà nó kèm theo bệnh nhân có những cái yếu tố mà gợi ý là đây là bệnh nhân có thể là bị hen, ví dụ như là cái cơ địa dị ứng chẳng hạn, hoặc là viêm mũi xoang dị ứng chẳng hạn, nhưng mà nó không có những cái biểu hiện mà khò khè mà duy nhất là có triệu chứng ho, thì chúng ta lúc đấy chúng ta mới nghĩ đến rằng là cái ho có thể là một triệu chứng của hen. Nhưng mà nếu mà một người hoàn toàn khỏe mạnh, từ trước nay không có bệnh lý gì về nghĩ đến là cơ địa mà bệnh nhân bị hen, lúc đấy chúng ta phải hết sức thận trọng tìm cái nguyên nhân ho đấy là do làm sao. Đấy, và một trong những cái đấy là mà chúng tôi cũng rất học hay học trên lâm sàng, đấy là hội chứng trào ngược. Thì bệnh nhân cũng có những triệu chứng ho, và các nghiên cứu đã thấy rằng là cái việc mà điều trị ho mà do là trào ngược dạ dày thực quản thì cũng là một triệu chứng cũng thường gặp, chứ không phải là chỉ có ho rồi cảm giác nghẹn rồi cảm giác ợ hơi ợ chua. Thì cái đấy là cái mà chúng ta, một cái mà tôi nghĩ rằng là chúng ta phải tầm soát thật kỹ các nguyên nhân gây ho, rồi ho do những cái bệnh lý mãn tính ở đường hô hấp chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta cũng phải tìm cho nó kỹ. Hoặc là những cái trường hợp mà ho nguyên nhân mà những cái gọi là dị vật ở trong lòng phế quản, hoặc là những cái tổn thương u ở trong lòng phế quản mà nó gây ho kéo dài, thì những cái việc đấy là chúng ta cũng phải có những cái kỹ thuật, cũng phải có những cái chẩn đoán hình ảnh để chúng ta sàng lọc thật kỹ. Chứ chúng ta chưa khẳng định chắc chắn đấy là ho, cứ ho em phải cảm thấy ho và chúng ta điều trị. Đấy, thì chúng ta sẽ có thể là sẽ làm cho bệnh nhân bỏ sót cái chẩn đoán cũng như là chẩn đoán không đúng. Và phải kinh nghiệm bản thân tôi thì tôi cũng chỉ nghĩ đến hen trong trường hợp mà bệnh nhân chỉ có triệu chứng ho đơn thuần. Đấy là đặc điểm của ho, nó xuất hiện vào cũng giống như cái triệu chứng khò khè, tức là ho về đêm, và đặc biệt nữa là không phải là đầu đêm khi mà bệnh nhân nằm xuống giống như là hội chứng trào ngược, mà ho ở cái thời điểm về thay đổi thời tiết, ho ở cái thời điểm mà thay đổi yếu tố vật lý, ví dụ nửa đêm gần sáng. Đấy thì nó cũng phải có cái đặc điểm của hen, và đặc biệt là trên cơ địa của người bị hen thì chúng ta mới nghĩ đến cái vấn đề đấy. Và chúng ta phải hết sức thận trọng loại trừ các nguyên nhân khác. Tại vì chúng tôi gặp nhiều lắm, cứ ho là các đồng nghiệp, đặc biệt là các đồng nghiệp ở tai mũi họng ấy, cứ bệnh nhân ho kéo dài là dùng Seretide. Thì tôi thấy rằng là như thế là nhiều khi là mình hơi bị lạm dụng quá. Đấy, trên thực tế thì tôi cũng gặp như vậy. Thì tôi với kinh nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi thấy như thế. Đấy, và đặc biệt nữa là với ho, với những cái đặc điểm trên nền kê địa mà tôi đã nói, thì chúng ta sẽ điều trị thử và theo dõi, đúng không? Chúng ta cho bệnh nhân xem là cái triệu chứng nó có giảm không. Và khi triệu chứng không giảm thì bắt buộc là chúng ta phải tìm cái nguyên nhân ho là gì. Và có những cái nguyên nhân ho tôi thấy rằng là cái ho mãn tính để mà tìm nguyên nhân nó nhiều khi nó cũng không phải là dễ, bởi vì là có những trường hợp mà ho mà dân gian cứ nói là hay là ho gió ấy, tức là ho khi mà cứ thay đổi thời tiết là người ta ho, rồi người ta có những cái yếu tố về dị nguyên người ta cứ gây ho kéo dài. Thì cái này là cái mà tôi nghĩ rằng là khi mà mình đặt vấn đề một trường hợp mà ho kéo dài mà mình điều trị hen là phải hết sức cân nhắc, và đặc biệt nữa là loại trừ và điều trị thử. Vâng ạ, xin cảm ơn giáo sư Phương. Có câu hỏi của bác sĩ Bình Đinh liên quan đến sản phẩm Simicort thì em cũng xin trả lời luôn ạ. Đối với Simicort Smart thì cái chỉ định của Bộ Y tế cấp phép là trên 18 tuổi ạ. Còn Simicort thông thường thì trên 12 tuổi đã có thể sử dụng được rồi. Và xin cảm ơn. Và nếu mà không còn câu hỏi nào tiếp theo dành cho giáo sư Phương thì cũng để giáo sư Phương còn có cái công việc của bệnh viện. Để tiếp theo chương trình thì xin kính mời vào báo cáo của Phó sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp. Xin kính mời. Và kính thưa Phó sư Phan Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bình Mai và Chủ tịch Hội Hô hấp Hà Nội, kính thưa các thầy cô, các đồng nghiệp làm ở 6 cái điểm cầu trong cái chương trình Healthy Lung. Trước tiên thì rất là cảm ơn công ty AstraZeneca
cũng như là Hội Phẫu thuật Việt Nam đã đồng hành để triển khai cái chương trình dự án Theo Thùy Lăng, giúp cho các bệnh viện, đặc biệt tuyến y tế cơ sở có cái điều kiện để tiếp cận đối với các cái phác đồ điều trị tối ưu hơn nữa trong cái điều kiện khó khăn của Việt Nam. Thì vừa rồi thì chúng ta cũng nghe Phó sư Phan Thu Phương đã chia sẻ cái nội dung về hen. Thì sau đây thì theo sự phân công ban tổ chức thì sếp xin trao đổi chủ đề liên quan đến quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là vai trò của ICLA3 là một cái thuốc hết sức là kinh điển đã có từ rất lâu trong cái điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở. Thế thì bài trình bày thì gồm có các cái nội dung sau đây. Thứ nhất đó là gánh nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay còn gọi là COPD như thế nào. Thì đối với quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta biết rằng là cái số lượng cũng như là cái tần suất trong cộng đồng và cái gánh nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính gây ra cho xã hội là hết sức lớn. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì chúng ta biết rằng là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba. Và chúng ta cũng biết rằng là đối với nhiều bệnh khác nhau nó sẽ có xu hướng giảm xuống, ví dụ như là các cái bệnh lý về nhiễm trùng, viêm phổi chẳng hạn, hoặc là các cái bệnh lý tiêu chảy sau khi kiểm soát rồi thay đổi vệ sinh vân vân, xu hướng giảm xuống. Nhưng riêng có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó đã xu hướng tăng lên, và tại thời điểm năm 2020-21 ấy, chúng ta thấy rằng là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đã là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Thế thì ước tính thì có khoảng hơn 300 triệu người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên toàn thế giới. Gánh nặng tại Việt Nam thì xin các thầy cô, các đồng nghiệp hết sức lưu ý như sau. Thì chúng ta biết rằng là đối với nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong cái tỷ lệ dân số trong cộng đồng thì nó chiếm khoảng 4,2-4,3% ở người trên 40 tuổi. 4,2% ở người trên 40 tuổi. Thì đây là cái nghiên cứu mà chúng ta thấy rằng là năm 2016. Tuy nhiên, nó có một cái đặc điểm là chúng ta lưu ý cái phần mà chúng ta quan sát được nó chỉ phần nổi của bạt tảng băng chìm, tức là cái con số thực tế thì nó có thể nó còn cao hơn cái mức 4,2% ở dân số chung từ trên 40 tuổi trở lên. Và trong nghiên cứu thì người ta cũng thấy rằng là phần lớn là bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đến với chúng ta là cái kiểu hình là triệu chứng nặng, nó chiếm khoảng độ 40%. Thế còn mức độ tắc nghẽn ý, thì chúng ta cũng thấy rằng là sẽ gặp ở giai đoạn 3, giai đoạn 4, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4. Đấy là những cái nhóm mà chúng ta sẽ gặp. Khoảng độ, vậy thì tự chung lại thì chúng ta lưu ý được cái gì? Khoảng độ 40% bệnh nhân COPD là xếp vào cái giai đoạn nặng. Về nguy cơ đợt kịch phát ở bệnh nhân COPD thì chúng ta cũng thấy rằng là qua rất nhiều nghiên cứu khác nhau ấy, tuy nhiên người ta thấy rằng là nó có thể nó dao động từ 50% trong nghiên cứu Spiromix, nghiên cứu Uplift là khoảng sấp xỉ 70%, và đặc biệt là nghiên cứu Eclipse theo dõi trong vòng 3 năm ấy, thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ mà bệnh nhân có ít nhất một cái cơn kịch phát mức độ trung bình và nặng trong vòng 3 năm nó lên tới gần 80%. Nói tóm lại là đại bộ phận, đại đa số bệnh nhân đến khám với quý vị thì khoảng độ 80% bệnh nhân sẽ có cái đợt kịch phát trong vòng 3 năm vừa qua. Thì đấy là những cái con số mà chúng ta hết sức lưu ý để mà trong thành lâm sàng chúng ta thấy bệnh nhân có thể ổn định cái năm nay nhưng mà sang năm người ta vẫn có nguy cơ bị đợt cấp. Tại Việt Nam thì theo thống kê cái khoảng trên 50%, tức là một nửa số bệnh nhân đến bệnh nhân COPD đến khám với chúng ta đấy có ít nhất là một đợt cấp trong vòng 12 tháng vừa qua. Và đây là trong cái nghiên cứu mà so sánh với các nước ở khu vực gọi là châu Á Thái Bình Dương ấy, thì Việt Nam là một trong những nước cùng với Thái Lan, Malaysia, Philippines là một trong những nước mà có cái tần suất đợt cấp cao so với các cái nước khác, ví dụ Singapore thì thấp hơn và còn lại thì chúng ta thuộc vào cái nước mà có cái tần suất đợt cấp cao trong vòng 12 tháng vừa qua. Cái việc mà bệnh nhân nhiều đợt cấp như vậy nó ảnh hưởng rất xấu đến với việc tăng các cái nguy cơ nhập viện, tăng nguy cơ dự tử vong, giảm chất lượng cuộc sống. Bởi vì là gì? Người ta thấy rằng là những bệnh nhân có đợt cấp thường xuyên ấy, thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp. Và bị nhồi máu cơ tim ở bệnh nhân COPD thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ tử vong
Và mỗi một lần mà bệnh nhân bị đợt cấp ấy, thì người ta sẽ mô tả với chúng ta đó là nó sụt giảm chức năng cuộc sống hết sức nghiêm trọng. Bệnh nhân sẽ nói rằng là cảm giác như có một cái sợi dây thừng đang thắt vào cổ họ, khiến họ không hít vào được, không thở ra được. Và cứ lâu dần như vậy thì người ta sẽ có thể rơi vào cái tình trạng trầm cảm do cái bất lực trước cái đối phó với cái cơn khó thở. Và chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân COPD thì cho thấy rằng là gì, khi mà cái chất lượng cuộc sống người ta sụt giảm đấy thì người ta sẽ gì ạ, người ta cái nguy cơ mà diễn biến nặng hơn, nguy cơ tử vong sẽ tăng lên. Một cái yếu tố nữa cũng xin nhắc với các đồng nghiệp là đợt kịch phát của bệnh nhân COPD đấy hay là đợt cấp ấy, thì nó sẽ làm dẫn đến cái tình trạng là sụt giảm cái chức năng hô hấp rất quan trọng. Thế thì câu hỏi đó là gì ạ? Liệu rằng những bệnh nhân nhẹ thì sụt giảm nhiều hay là bệnh nhân nặng sụt giảm nhiều? Thế tuy nhiên thì người ta thấy rằng là đối bệnh nhân COPD khi mà đợt cấp ấy, thì đối với trường hợp mà gì ạ, gọi là mức độ nhẹ của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cái mức độ sụt giảm lại nhiều hơn. Thậm chí ở đây nó có thể nó gấp 4 lần so với COPD ở giai đoạn gì ạ, nặng, hoặc là gì ạ, gấp 10 lần so với COPD ở giai đoạn rất nặng. Nói tóm lại là gì? Là bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ngay kể cả giai đoạn nhẹ thì khi mà bị đợt cấp mà đợt cấp lại thường xuyên xảy ra thì cái mức độ sụt giảm sau mỗi đợt cấp ý, nó có thể nó đến xấp xỉ là 90 ml và nó cao hơn 10 lần so với lại cái mức độ sụt giảm của FEV1 đối với các trường hợp COPD giai đoạn nặng. Thế do vậy mà chúng ta lưu ý là gì ạ? Ngay kể cả bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà mức độ nhẹ, tức là giai đoạn bệnh nhẹ này, mà khi bị đợt cấp ý, thì cái nguy cơ sụt giảm chức năng phổi của họ cũng hết sức là lớn. Tiếp theo nữa là các cái đợt kịch phát này thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ tử vong. Điều này chúng ta cũng biết rồi đúng không ạ? Tăng cái nguy cơ tử vong. Và ước tính thì khoảng độ 20%, 22%, tức là gì ạ? Một trong năm bệnh nhân COPD sẽ tử vong trong vòng một năm kể từ cái cơn kịch phát phải nhập viện lần đầu tiên. Chúng ta thấy rằng ví dụ như là hôm nay chúng ta điều trị cho một bệnh nhân bị đợt cấp, thì cái bệnh nhân đó đấy, chúng ta thấy là gì? Cứ 5 bệnh nhân chúng ta đang điều trị đợt cấp như thế này thì trong vòng 1 năm tới sẽ có ít nhất là một bệnh nhân tử vong, hết sức là nghiêm trọng, hết sức là lớn. Và căn nguyên tử vong thì người ta thấy rằng là khoảng 50% trở lên là tử vong do các căn nguyên tại phổi, còn lại 20% là tử vong do các cái căn nguyên về tim mạch. Vấn đề về chi phí điều trị mà chúng tôi cũng thấy rằng là một trong những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến các quỹ bảo hiểm y tế của các bệnh viện trong cả nước, trong đó có 6 bệnh viện mà hôm nay tham gia cái chương trình Healthy Lung đấy, ở Lục Ngạn, ở Quảng Nam, ở Quế Võ, ở Thanh Khê, Đà Nẵng, ở Bình Định, rồi 199 Bộ Công an, thì tất cả những bệnh viện hiện nay đều gọi là bị khoán quỹ bảo hiểm. Và vì vậy mà chúng ta phải xoay sở trong số những bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện của quý vị đó, với cái quỹ bảo hiểm như vậy thì chúng ta làm thế nào để chúng ta tối ưu được, chúng ta điều trị, chúng ta kiểm soát cho bệnh nhân được tốt nhất, chứ chúng ta không giảm một cách cơ học và nó sẽ ảnh hưởng đến cái quỹ bảo hiểm y tế của chính các bệnh viện mà chúng ta đang điều trị trong thực hành lâm sàng. Vậy thì trong cái cơ cấu chi phí đấy thì chúng ta thấy rằng là gì, rõ ràng nguyên nhân nhập viện do đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó sẽ làm tăng cái chi phí điều trị của bệnh nhân COPD. Ở trong nghiên cứu này chúng ta thấy rằng là gì, tổng hợp lại chúng ta thấy cái chi phí nhập viện vì đợt cấp nó chiếm đến trên 50% cái tổng chi phí cho bệnh nhân COPD, đúng không? Thế và ở các nước khác nhau, trong đó ở Bỉ, ở Anh, ở Phần Lan, ở Canada, ở Thụy Điển, rồi Anh Quốc vân vân, tất cả những cái gì ạ, những cái nghiên cứu này đều cho thấy rằng là gì, cái cấu phần chi phí trong điều trị bệnh nhân COPD nó đến phần lớn từ cái đợt cấp phải nhập viện. Thế còn lại các cái chi phí điều trị khác nó chiếm một cái tỷ trọng, là tổng lại thì nó vẫn thấp hơn so với cái chi phí nhập viện. Do vậy, đứng từ góc độ các nhà quản lý, đứng từ góc độ các thầy thuốc lâm sàng, đứng từ góc độ người nhà bệnh nhân và bệnh nhân, chúng ta phải làm như thế nào để giảm cái gì ạ, cái đợt cấp cho bệnh nhân. Và giảm đợt cấp như vậy thì chúng ta sẽ giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân, giảm chi phí quỹ bảo hiểm y tế. Điều đó là hết sức là quan trọng.
đây là cái nghiên cứu mà do một học trò của bác sĩ Giáp khi mà làm luận văn tốt nghiệp, thì chúng ta thấy rằng là mỗi một đợt điều trị ở bệnh nhân COPD đấy thì chi phí trung bình cho một đợt điều trị nó sấp xỉ khoảng độ 18-20 triệu. Mà cái nghiên cứu này thì chúng ta thấy rằng cách đây hơn 10 năm rồi, thì chúng ta thấy rằng là nó cũng đã ở cái con số rất là cao. Chi phí cao nhất thì có những trường hợp bệnh nhân phải đặt nội khí quản, phải thở máy, nó sấp xỉ 80 triệu cho một đợt, cho một đợt cấp. Do vậy mà chúng ta thấy rằng là nếu như mỗi một tháng bệnh nhân COPD chúng ta chỉ điều trị duy trì với phác đồ tối ưu nó sấp xỉ khoảng 1 triệu, hơn 1 triệu, thì chúng ta thấy rằng là gì? Một đợt cấp đã thừa cái chi phí cho bệnh nhân điều trị trong gì ạ? Trong cả năm rồi. Thế cho nên là cái việc rất quan trọng ở đây, chúng ta cần phải làm thế nào để đầy đủ thuốc cho bệnh nhân, để chúng ta quản lý tốt họ ngoài cộng đồng, bệnh nhân không vào đợt cấp. Đó mới là cái quan trọng. Và tưởng là chúng ta sẽ đội chi phí, nhưng tính tự chung lại thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Nó sẽ giảm chi phí cho bệnh nhân, cho gia đình bệnh nhân, cho bảo hiểm y tế và cho xã hội. Một cái điều nữa thì nó liên quan đến biến cố của các cái biện pháp điều trị, các liệu pháp điều trị trong bệnh nhân COPD, đó là cái biến cố viêm phổi. Chúng ta cũng biết rằng là dùng cái phác đồ điều trị có ICS thì do một số nghiên cứu thì cho thấy rằng là gì, nó làm tăng cái nguy cơ xuất hiện biến cố viêm phổi. Và cái chi phí điều trị biến cố viêm phổi cũng là một trong những chi phí mà nó đội cái chi phí của bệnh nhân lên rất nhiều. Chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ, tổng chi phí chung ở bệnh nhân viêm phổi, ở bệnh nhân COPD, viêm phổi ở bệnh nhân COPD nó khoảng độ 21 triệu, trong khi đó thì chi phí điều trị đợt cấp COPD thì nó khoảng độ trên 7 triệu. Rõ ràng là gì ạ, cái chi phí nếu như chúng ta điều trị cho bệnh nhân mà bệnh nhân xuất hiện viêm phổi thì nó sẽ đội chi phí lên gấp gì ạ, gấp khoảng độ 3 lần so với cái việc là bệnh nhân chỉ bị đợt cấp đơn thuần. Và chia ra thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ, bảo hiểm cũng phải chi trả nhiều, bệnh nhân cũng phải tự chi trả nhiều, và cái chi phí vì viêm phổi chúng ta phải dùng kháng sinh thì chúng ta thấy cái chi phí nó cũng sẽ đội lên rất là nhiều. Vậy thì ứng với thực hành lâm sàng, ứng với tuyến y tế cơ sở thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta hãy lựa chọn những phác đồ điều trị nào đó để làm sao mà bệnh nhân ít biến cố viêm phổi, và vì vậy mà bệnh nhân sẽ không phải nhập viện, bệnh nhân sẽ gì ạ, sẽ không bị chi phí nhiều cho thuốc kháng sinh và cho điều trị viêm phổi nữa, và chúng ta sẽ tiết kiệm được cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cho gia đình bệnh nhân, cho bảo hiểm y tế, cho xã hội và cho quỹ bảo hiểm của đơn vị. Vậy thì rõ ràng là cái gánh nặng kinh tế của bệnh nhân COPD là hết sức lớn. Chúng ta phải chi phí cho điều trị trực tiếp, đó là thuốc và các dịch vụ y tế khác. Các cái chi phí gián tiếp, ví dụ nghỉ lao động, mất sức lao động, bệnh nhân mắc các bệnh đồng mắc rồi tử vong sớm vân vân. Người ta già yếu rồi người ta mất sức lao động, người ta không làm việc được nữa chẳng hạn. Thì đấy là các chi phí gián tiếp. Các cái chi phí nhập viện do cấp cứu này, chi phí chăm sóc của nhân viên y tế, của gia đình vân vân. Thì tất cả những cái này nó sẽ làm cho cái gánh nặng của bệnh nhân COPD hết sức là nghiêm trọng đối với xã hội. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu chúng ta không có giải pháp tốt thì chúng ta sẽ rơi vào một cái vòng luẩn quẩn. Đó là gì? Đó là bệnh nhân nặng lên, vào đợt cấp, đi vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi mà chúng ta xử trí cấp cứu rồi, nhập viện cấp cứu rồi, thì chúng ta thấy rằng là gì? Có những bệnh nhân là gì, nặng quá không cứu được, tử vong luôn, tàn phế tử vong luôn. Có những bệnh nhân thì làm sao, chúng ta thoát được đợt cấp, ra viện thì chúng ta thấy rằng là gì, không được điều trị ngoại trú luôn, không được hướng dẫn phải cai thuốc lá rồi ngăn các cái khói bụi khác, hoặc là gì, hoặc là được điều trị quản lý ngoại trú đấy, nhưng mà gì, nhưng mà thuốc không có, bệnh thì rất nặng nhưng thuốc chỉ có một vài viên thuốc thôi chẳng hạn, hoặc là chỉ có một hai cái loại thuốc xịt cắt cơn vân vân, thì nó chắc chắn sẽ không quản lý được. Không quản lý được thì chúng ta sẽ thấy là bệnh lại tiếp tục nặng lên và rơi vào đợt cấp tiếp theo, và cứ vào cái vòng xoắn như thế này thì nó sẽ làm gì, làm tăng cái gánh nặng chi phí điều trị trực tiếp và chi phí gián tiếp cho bệnh nhân, cho gia đình bệnh nhân, tăng cái gánh nặng khám chữa bệnh của hệ thống y tế và tăng cái chi phí của ngành y tế, và gì ạ, và tăng cái chi phí của quỹ bảo hiểm y tế, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến quỹ bảo hiểm y tế của tất cả các bệnh viện, của 6 bệnh viện mà chúng ta đang tham dự hội thảo trực tuyến ngày hôm nay.
Và một cái điểm nữa đó là sẽ làm giảm cái chất lượng dân số khi mà chúng ta tuổi cao rồi nhưng một phần lớn là những người tàn phế không có khả năng làm việc chẳng hạn, thì giảm chất lượng dân số. Vậy thì cái mục tiêu điều trị như thế nào thì chúng ta nhớ rằng là khuyến cáo của Gold năm 2021 thì cũng vẫn nhấn mạnh rằng là chúng ta phải đạt hai cái mục tiêu chính, đó là giảm triệu chứng và giảm cái nguy cơ cho bệnh nhân COPD. Giảm triệu chứng ở đây thì chúng ta cần phải cải thiện cái chất lượng cuộc sống của họ, cải thiện cái triệu chứng khi mà không còn khó thở, không còn ho, không còn khạc đờm vân vân, và cải thiện cái khả năng vận động cho bệnh nhân. Chúng ta cần giảm nguy cơ là gì? Giảm nguy cơ tử vong, giảm nguy cơ tiến triển nặng bệnh theo thời gian và giảm cái nguy cơ đợt cấp. Đó là các cái mục tiêu theo khuyến cáo của Gold. Các cái biện pháp điều trị không dùng thuốc thì như thế nào? Chúng ta bắt buộc phải hướng dẫn họ cai thuốc lá, thuốc lào. Thứ hai nữa là phải có chương trình phục hồi chức năng hô hấp. Ở đây thì chúng tôi cũng xin nhấn mạnh rằng là ở Việt Nam thì chúng ta cũng không làm cái việc này được một cách thường quy và bài bản. Chỉ một số các bệnh viện tuyến trung ương chúng ta đã làm được cái việc là phục hồi chức năng cho bệnh nhân, nhưng mới chỉ làm được ở trong đợt cấp. Thế còn các cái chương trình phục hồi chức năng ngoại trú đấy, ví dụ như là khi tôi ở Pháp chẳng hạn, thì bệnh nhân đến các cái cơ sở tập phục hồi chức năng, người ta khám ngoại trú và được bảo hiểm y tế chi trả hết sức là tốt, và nó sẽ tối ưu được các biện pháp điều trị cho bệnh nhân. Vấn đề giáo dục sức khỏe, tự theo dõi quản lý bệnh nhân dựa trên cái bản kế hoạch hành động. Vấn đề chế độ dinh dưỡng của bệnh nhân phải phù hợp. Chúng ta cũng cần phải tiêm phòng cúm, tiêm phòng phế cầu cho bệnh nhân và tiêm phòng ho gà. Đây là một trong khuyến cáo mới của CDC Hoa Kỳ. Ngày đây thì người ta thấy rằng là có những trường hợp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, mặc dù đã được tiêm vaccine ho gà trước đó, nhưng mà vì có tuổi cao cho nên là cái miễn dịch nó giảm xuống và nguy cơ mắc ho gà nó xuất hiện. Thì đấy là những cái khuyến cáo mới nhất. Vấn đề chúng ta lựa chọn cái thuốc điều trị ban đầu. Khi mà bệnh nhân COPD thì chúng ta xuất viện thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta cần phải phân làm 4 nhóm A, B, C, D. Ở đây thì rất đơn giản thôi. Quý vị sẽ xác định xem bệnh nhân thuộc nhóm A, nhóm B hay nhóm C, nhóm D. Thì chúng ta lưu ý nó có hai cái cấu phần để xác định phân nhóm như sau. Thứ nhất đó là gì ạ? Bệnh nhân có đợt kịch phát hay không? Đúng không? Thì nếu như bệnh nhân có trên một đợt kịch phát mức độ nặng phải nhập viện, hoặc là bệnh nhân có hai đợt kịch phát trong vòng 12 tháng vừa qua, thì chúng ta sẽ xếp vào nhóm C và nhóm D. Thế còn bệnh nhân mà gì? Không có đợt kịch phát, hoặc là một đợt kịch phát mức độ gì ạ? Mức độ nhẹ, không phải nhập viện, thì chúng ta sẽ gì xếp vào nhóm A và nhóm B. Đó là cái cấu phần thứ nhất. Cấu phần thứ hai nữa là đó là mức độ triệu chứng của bệnh nhân. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì, nếu như bệnh nhân mà ít triệu chứng, tức là MMRC từ 0 đến 1 hoặc KEP dưới 10 điểm, thì chúng ta sẽ xếp vào nhóm A và nhóm C. Còn lại nếu như bệnh nhân mà nhiều triệu chứng, khó thở nhiều, đúng không? KEP trên 10, MMRC trên 2, thì chúng ta sẽ xếp vào nhóm B và nhóm D. Vậy thì trong cái phân nhóm như thế này thì chúng ta sẽ thấy hình dung rõ nhất, nhóm nhẹ nhất là nhóm A, ít triệu chứng, ít nguy cơ, thì chúng ta sẽ dùng cái thuốc giãn phế quản. Ở đây chúng ta có thể dùng thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn là SABA hoặc là SAMA, hoặc là SABA kết hợp với SAMA, đúng không? Là thuốc giãn phế quản. Thế còn nhóm nặng nhất là nhóm D, thì chúng ta thấy là có ba cái sự khởi đầu ở đây. Một là chúng ta có thể khởi đầu một cách rất sức dè dặt để theo dõi, đó là chúng ta dùng LAMA. Nhưng cá nhân tôi thì cho rằng là với LAMA không ấy, thì nó sẽ không đầy đủ và không toàn diện, có vẻ là không giúp được nhiều cho bệnh nhân COPD, đặc biệt là nhóm D là nhóm nặng nhất, triệu chứng nhiều mà chỉ dùng mỗi LAMA không thì nó sẽ không đầy đủ được. Hoặc là gì ạ? Rất nhiều đợt cấp mà dùng mỗi LAMA không là không phù hợp. Cho nên chúng ta lưu ý nó có hai sự lựa chọn thay thế. Thứ nhất đó là chúng ta có thể lựa chọn bằng LABA kết hợp với LAMA. Nếu như mà gì ạ? Bệnh nhân là rất nhiều triệu chứng, đúng không? Ở đây chúng ta thấy là KEP trên 20 điểm thì chúng ta khởi đầu luôn bằng LABA kết hợp LAMA. Thế còn lại nếu như chúng ta thấy rằng là gì? Bệnh nhân có bạch cầu ái toan trên 300 bạch cầu ái toan trên 1 microlit, hoặc là kiểu hình ACO, thì chúng ta sẽ khởi đầu bằng cái phác đồ ICS LABA cho bệnh nhân. Thế còn nhóm B là nhóm mà triệu chứng nhiều nhưng mà lại ít nguy cơ, thì chúng ta có thể khởi đầu bằng LABA hoặc là LAMA. Thế còn nhóm C là nhóm ít triệu chứng nhưng nhiều đợt cấp, cho nên là chúng ta sẽ dùng LAMA. Bởi vì trong nghiên cứu đối đầu thì LAMA
nó giảm tần suất xuất hiện đợt cấp là tốt hơn so với LAMA, cho nên chúng ta sẽ dùng gì ạ? Dùng LAMA ở nhóm C. Còn lại đối với nhóm B thì chúng ta có thể dùng LAMA hoặc LAMA đều được. Quay trở lại đối với tuyến cơ sở đấy, thì chúng ta lưu ý rằng là trong cái phác đồ điều trị chúng ta sẽ rất ít những cái lựa chọn. Đấy, và thông thường khi chúng tôi khảo sát ấy, thì lát đến phần thảo luận chúng ta sẽ chia sẻ kỹ hơn. Nhưng thường ấy, thì đối với tuyến tỉnh bây giờ mà chúng ta có ICET LABA mà hàng chuẩn là đã rất là tốt rồi. Chúng ta có thêm cái LAMA nữa lại càng tốt hơn nữa, đúng không? Thế là chúng ta đã có gần như là các cái vũ khí để mà có thể chiến đấu được rồi. Thế còn nếu như một số tuyến huyện thì thậm chí là ICET LABA thì lúc có lúc không, hoặc là những cái thuốc generic mà chúng ta cũng thấy rằng là rất khó để đạt được tối ưu cái điều trị cho bệnh nhân. Vậy thì chúng ta lưu ý những cái gì? Thì trong cái phác đồ khuyến cáo của GOLD ấy, thì nếu như bệnh nhân mà có các cái đặc tính sau đây thì chúng ta thấy phác đồ có chứa ICS là nó sẽ gì ạ? Tối ưu được, đúng không? Đó là gì? Bệnh nhân có tiền sử đợt kịch phát phải nhập viện. Ví dụ như chúng ta mới điều trị cho bệnh nhân đang đợt cấp này thì ra viện, đấy là một trong tiêu chí là ủng hộ cho cái việc mà chúng ta dùng cái phác đồ có chứa ICS, đúng không? Bệnh nhân lại có hai đợt kịch phát trung bình trong một năm là chúng ta sẽ ủng hộ cho cái việc dùng phác đồ có chứa ICS. Thứ ba nữa là bệnh nhân có bạch cầu Aetoan máu mà trên 300 bạch cầu Aetoan trên 1 microlit, đấy là một trong những cái chỉ định mà dùng ICS có lợi điểm. Bệnh nhân có tiền sử hoặc là hiện tại có đồng mắc hen, tức là kiểu hình ACO đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là bốn tiêu chí mà cho chúng ta thấy bệnh nhân sẽ được hưởng lợi từ cái phác đồ điều trị có chứa ICS. Thế còn nếu chúng ta tiếp nhận một bệnh nhân mà chúng ta thấy rằng là gì? Bệnh nhân bị viêm phổi tái phát nhiều lần, đúng không? Bạch cầu Aetoan thì rất là thấp, dưới 100 bạch cầu Aetoan trên 1 microlit. Và đây chúng ta phải làm ở giai đoạn ổn định nha. Chứ còn giai đoạn đợt cấp là cái bạch cầu Aetoan trong máu nó có thể là không phản ánh chính xác. Hoặc là bệnh nhân có tiền sử nhiễm khuẩn các cái mycobacteria, trong đó có lao, trong đó có các cái NTM khác. Thì đấy là ba cái tiêu chí mà chúng ta cân nhắc trong cái chuyện thực hành lâm sàng là không ủng hộ cho cái chuyện là chúng ta dùng cái phác đồ có chứa ICS. Thế còn lại thì ví dụ như là cân nhắc trong trường hợp mà bệnh nhân có đợt kịch phát, nhưng một đợt kịch phát trong một năm, hoặc bạch cầu Aetoan từ 100 trên 300 bạch cầu trên 1 microlit. Vậy thì sau khi chúng ta khởi đầu điều trị xong rồi thì bây giờ chúng ta phải gì ạ? Phải điều chỉnh cái phác đồ cho nó phù hợp, đúng không? Và tùy theo nếu như bệnh nhân có khó thở thì chúng ta sẽ thêm các cái phác đồ điều trị. Chẳng hạn như quý vị đang dùng cái phác đồ chứa ICS LABA, đúng không? Mà bệnh nhân vẫn có các cái triệu chứng khó thở thì lúc này chúng ta có thể chúng ta gì ạ? Nâng bậc lên ICS LABA LAMA cho bệnh nhân, đúng không? Đây là cái cách tiếp cận mà chúng tôi cho rằng là hiện tại tại bệnh viện quý vị đang bệnh nhân đang dùng ICS LABA thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ nâng bậc lên ICS LABA LAMA cho bệnh nhân. Hoặc là chúng ta đang dùng cái phác đồ ICS LABA hoặc là LABA LAMA mà bệnh nhân vẫn còn cơn kịch phát ấy, thì chúng ta thấy rằng là gì? Chúng ta chuyển nâng bậc lên thành là cái phác đồ bộ 3 là ICS LABA LAMA, đúng không? Ví dụ như là chúng ta đang dùng Simicort cho bệnh nhân mà bệnh nhân vẫn có đợt kịch phát thì chúng ta sẽ gì ạ? Thêm một cái LAMA, chẳng hạn như trên thị trường hiện nay chúng ta có cái Spiriva chẳng hạn, Respimat ấy, chúng ta sẽ thêm vào để nâng bậc lên là liệu pháp bộ 3, đúng không? Thế còn nếu chúng ta đang dùng LABA LAMA rồi mà bệnh nhân vẫn có cơn kịch phát, lúc này chúng ta sẽ xem là gì? Nếu như cơn kịch phát, nếu như bạch cầu Aetoan của bệnh nhân là dưới 100 thì chúng ta sẽ gì ạ? Chuyển từ cái LABA LAMA này, chúng ta sẽ thêm Rofinbrilas, đúng không? Nếu bạch cầu nếu mà FEV1 dưới 50% và kiểu hình viêm phế quản, còn lại chúng ta nếu thêm cái azithromycin, chúng tôi khuyên là dùng cái erythromycin đấy đối với trường hợp mà tiền sử có hút thuốc trước đó. Thế còn nếu bạch cầu Aetoan mà trên 100 ấy, thì quý vị sẽ nâng bậc lên thành triple therapy là ICS LABA LAMA cho bệnh nhân. Vậy thì tự chung lại, các biện pháp nào có thể giúp làm giảm tần suất xuất hiện đợt cấp cho bệnh nhân? Thì chúng ta thấy rằng nếu nói về thuốc vạn giãn phế quản ấy, thì LABA làm giảm tần suất xuất hiện đợt cấp, LAMA tốt hơn so với LAMA về giảm tần suất xuất hiện đợt cấp. Và nếu chúng ta dùng cái phác đồ phối hợp là LABA kết hợp với LAMA, nó sẽ giúp làm giảm tần suất xuất hiện đợt cấp là tốt hơn từng thành phần đơn trị như thế này.
đấy là cái phác đồ giãn phế quản không có ICS. Thế còn trong cái công thức điều trị có ICS thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? ICS LABA là làm giảm cái tần suất xuất hiện đợt cấp của bệnh nhân COPD. ICS LABA LAMA lại giảm tốt hơn nữa cái tần suất xuất hiện đợt cấp cho bệnh nhân. Khi mà bệnh nhân đã tối ưu cái ICS LABA rồi mà vẫn còn đợt cấp thì chúng ta sẽ thêm cái LAMA cho bệnh nhân. Các cái biện pháp khác ở đây thì chúng ta thấy thuốc kháng viêm không phải là ICS ấy, thì chúng ta có Rofulinas. Các cái biện pháp chống viêm khác nữa đó là phòng nhiễm trùng, là chúng ta tiêm vaccine này, chúng ta dùng cái erythromycin dài hạn cho bệnh nhân này, điều hòa đờm nhầy thì chúng ta có các cái thuốc long đờm, N-acetylcysteine, đúng không, carbosteine. Các biện pháp khác cũng một cái thuốc lá phổ chức năng hô hấp, rồi phẫu thuật giảm thể tích phổi, rồi dùng thêm các cái vitamin khác vân vân. Vấn đề theo dõi điều trị thì chúng ta thấy rằng là thực hành lâm sàng, ví dụ như là chúng ta theo dõi điều trị tháng này bệnh nhân đến chúng ta là gì, có đợt cấp chẳng hạn, thì chúng ta làm như thế nào, cái thái độ xử trí ra làm sao. Chúng ta xem phác đồ điều trị, nếu như bệnh nhân đang điều trị với thuốc giãn phế quản kéo dài LABA hoặc LAMA chẳng hạn, nhưng vẫn có trên 2 đợt cấp trung bình 1 năm, hoặc là 1 đợt cấp nhưng lại nặng phải nhập viện, thì chúng ta sẽ xem bạch cầu hoàn toàn mà trên 300 chúng ta tăng bậc lên thành ICS LABA cho bệnh nhân. Bệnh nhân có tiền sử hen hoặc là triệu chứng của hen, tức là ACO đấy, thì chúng ta cũng chuyển sang phác đồ ICS LABA cho bệnh nhân. Thế còn bệnh nhân mà đang điều trị với LABA LAMA vẫn có 2 đợt cấp hoặc là trên 1 đợt cấp nặng hàng năm ấy, bạch cầu hoàn toàn trên 100 thì chúng ta sẽ nâng lên bộ 3 luôn ICS LABA LAMA cho bệnh nhân. Vậy thì đấy là về tối ưu, nhưng mà tuyến cơ sở thì chúng ta có những cái gì? Về cái danh mục thuốc bảo hiểm y tế sau khi nghiên cứu khảo sát xong thì chúng tôi thấy rằng là ICS LABA thì đa phần các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện bây giờ hiện tại là chúng ta đang có, với các cái bằng chứng của GOLD năm 2021 ấy, thì đã được chứng minh là giảm cái tần suất xuất hiện đợt cấp của bệnh nhân COPD. SABA SAMA ví dụ chúng ta có gì ạ, có Beruduan, có Combiven đúng không, rồi có Ventolin là thuốc giãn phế quản, nhưng mà gì đây chỉ dùng thuốc cắt cơn trong đợt cấp, đúng không? Nó không giảm được cái tần suất xuất hiện đợt cấp cho bệnh nhân. Quay trở lại, nó giống như cái thuốc hạ huyết áp trong trước đây đấy, người ta dùng cái Adalat nhỏ dưới lưỡi đấy, chúng ta biết rằng là không dùng cái Adalat đó để mà điều trị cho bệnh nhân tăng huyết áp, nhỏ dưới lưỡi để tăng huyết áp được, bởi vì chúng ta thấy là nó chỉ cắt được cơn thôi, nhưng nó không phòng được cái những cái cơn tăng huyết áp tiếp theo. Thì tương tự như vậy đối với bệnh nhân COPD cũng thế, bệnh nhân có thể dùng cái Compiven hoặc là Beruan để cắt được cơn rất tốt đối với SABA SAMA, nhưng mà gì nó không phòng được những cái cơn cấp tiếp theo, cho nên là chúng ta thấy là gì ạ, không dùng cái SABA SAMA tác dụng ngắn này để mà điều trị gọi là gì ạ, giảm cái nguy cơ đợt cấp cho bệnh nhân. Theophylline thì tác dụng giãn phế quản của nó rất rất yếu, và cũng thú thực với các đồng nghiệp là khi tôi ở Pháp ấy, thì hầu như người ta không dùng các cái thuốc giãn phế quản nhóm xanthin, theophylline, theostat là họ không có dùng. Các cái thuốc giãn phế quản đường uống, ví dụ bambuterol, người ta cũng không có dùng, đúng không? Đấy là những cái mà chúng ta cần phải thay đổi trong cái thực hành lâm sàng. Tại sao người ta không dùng đường uống? Quý vị hình dung là như thế này, là chúng ta uống một viên thuốc salbutamol chẳng hạn, nó sẽ vào ruột, vào dạ dày, vào ruột, ngấm qua các cái niêm mạc ruột, sau đó vào hệ thống tuần hoàn, rồi nó đi đến khắp các cơ quan, từ theo hệ tuần hoàn mà, đến não, đến tim, đến phổi, đến tất cả các cơ quan, và chỉ một phần nhỏ cái hoạt chất này nó sẽ đến các cái receptor giãn phế quản tại phổi. Do vậy chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân đối mặt với rất rất nhiều tác dụng phụ, mà cái tác dụng giãn phế quản của nó lại rất ít. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng đối với bệnh hen, bệnh COPD nói chung ấy, thì cách đưa thuốc trực tiếp vào phổi qua con đường phun hít và khí dung là tốt nhất, là tối ưu nhất, và tác dụng điều trị là tối đa và tác dụng phụ là tối thiểu, đúng không? Thì xin các đồng nghiệp lưu ý như vậy. Thế còn thuốc LAMA ấy, thì ở đa phần các tuyến hiện nay là số lượng rất rất là hạn chế. Còn lại LABA đơn thuần thì, và LABA LAMA ấy, thì nói thực là ở đối với tuyến cơ sở là không có hoặc là rất đắt tiền. Do vậy mà chúng tôi cũng rất chia sẻ với các đồng nghiệp như vậy. Vậy thì chúng ta làm như thế nào để cân bằng được giữa lợi ích điều trị mà chúng các phác đồ điều trị mang lại cũng như là các nguy cơ? Thì chúng ta thấy rằng đây là cái tổng hợp cái phác đồ hướng dẫn
điều trị cho bệnh nhân COPD của chúng ta theo khuyến cáo của GOLD 2021 ấy, mà phác đồ có chứa ICS chúng ta áp dụng trong trường hợp như thế nào. Nếu như bệnh nhân của chúng ta chưa điều trị gì, hỏi có hai đợt kịch phát trong năm vừa qua hoặc là một đợt kịch phát nặng phải nhập viện, chúng ta xem bạch cầu ái toàn mà trên 300 bạch cầu ái toàn, ngay lập tức chúng ta cho cái phác đồ ICS LABA cho bệnh nhân. Thế còn nếu như chúng ta thấy bệnh nhân khám lại, bệnh nhân đang dùng một thuốc giãn phế quản là LAMA hoặc LABA mà vẫn có một đợt kịch phát mức độ trung bình, chúng ta xem bạch cầu ái toàn mà trên 300 bạch cầu ái toàn, chúng ta cho dùng cái phác đồ ICS LABA cho bệnh nhân. Còn nếu như bệnh nhân đang dùng thuốc giãn phế quản LABA hoặc LAMA mà bệnh nhân có hai đợt kịch phát trung bình hoặc trên một đợt kịch phát mức độ nặng, bạch cầu ái toàn trên 100 thôi, không phải trên 300, thì chúng ta cũng chuyển cái phác đồ ICS LABA cho bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân đã dùng cái loại LABA LAMA dạng kết hợp rồi mà vẫn có cơn kịch phát bạch cầu ái toàn trên 100 thì chúng ta sẽ nâng lên liệu pháp bộ 3 ICS LABA LAMA. Còn trường hợp mà bệnh nhân đã dùng hai thuốc giãn phế quản kép rồi mà có vẫn có đợt kịch phát nhưng bạch cầu ái toàn này dưới 100 thì chúng ta sẽ thêm roflumilast hoặc là cái erythromycin nếu như mà cái bệnh nhân có tiền sử hút thuốc, thì đấy là cái phác đồ chúng ta thấy là làm sao có thể làm giảm được cái đợt cấp cho bệnh nhân trong cái thực hành lâm sàng. Và quý vị chỉ cần nhớ cái bảng này để chúng ta có thể áp vào trong cái điều trị cho bệnh nhân là phù hợp. Vậy thì chúng ta cũng cần phải quan tâm đến một yếu tố nữa, đó là gì, làm thế nào để chúng ta tối ưu cái tác dụng giảm tần suất xuất hiện đợt cấp của bệnh nhân COPD bằng cái phác đồ chứa ICS, nhưng chúng ta cũng phải tránh đi cái gì ạ, tránh đi cái nguy cơ xuất hiện các cái biến cố viêm phổi, và chúng ta sẽ dựa vào cái bạch cầu ái toàn. Ở đây nếu như bạch cầu ái toàn mà càng cao, đúng không, và càng nhiều đợt cấp thì cái đáp ứng với corticoid là sẽ rất tốt, rất rõ rệt. Thế còn nếu như bạch cầu ái toàn mà càng thấp, đúng không, và nguy cơ đợt cấp mà ít thì sẽ gì ạ, cái đáp ứng với ICS nó sẽ gì ạ, là sẽ thấp. Thế do vậy mà đấy là cái cách mà trên thực hành lâm sàng chúng ta lưu ý. Qua các nghiên cứu thì ví dụ như nghiên cứu này người ta so sánh về cái việc phác đồ có budesonide formoterol, tức là ICS LABA đấy, là cái đường biểu diễn màu tím như thế này, đúng không, so với phác đồ mà chỉ có chứa LABA, tức là cái formoterol đơn thuần ấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái phác đồ này rõ ràng là nó làm giảm cái tần suất xuất hiện đợt cấp tốt hơn so với phác đồ chỉ có cái LABA, đúng không. Và các nghiên cứu thì người ta cũng thấy rằng là budesonide formoterol ấy nó sẽ làm giảm 25% cái tỷ lệ cơn kịch phát với cái bạch cầu ái toàn là trên 100 bạch cầu ái toàn trên 1 microlit, đúng không? Và cái khả năng giảm đợt cấp của budesonide formoterol nó càng cao khi mà cái bạch cầu ái toàn trong máu càng cao, đúng không? Tức là gì ạ? Cái hiệu quả, hiệu lực của corticoid đường phun hít ý, nó sẽ phát huy tối đa nếu như cái bạch cầu ái toàn của bệnh nhân càng cao. Tương tự như vậy thì các nghiên cứu khác, ví dụ như là nghiên cứu này thì người ta sẽ so sánh cái phác đồ có FF, UMAX và VI, tức là cái liệu pháp bộ 3 này đối với đường biểu diễn màu xanh nước biển. Thế còn FFVI, tức là vilanterol và fluticasone ấy, chúng ta thấy là đường biểu diễn màu vàng. Thế còn nếu mà chỉ có UMAX-VI, tức là LABA-LAMA đấy, là cái đường biểu diễn màu xanh lá cây như thế này, thì chúng ta sẽ thấy rằng rõ ràng là cái phác đồ mà có chứa ICS ở đây, bạch cầu ái toàn càng cao thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó làm giảm cái tần suất xuất hiện đợt cấp trung bình năm là tốt hơn so với phác đồ mà LABA-LAMA. Xin lỗi quý vị. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là trong các nghiên cứu khác nhau thì nếu như trong phác đồ mà có chứa cái fluticasone ấy thì nó sẽ làm giảm cái tần suất xuất hiện đợt cấp là tốt hơn so với LABA-LAMA. Ở đây ví dụ giảm 30%, giảm 45%, giảm 25%. Cái đấy là tùy theo mức độ đợt cấp khác nhau trong các nghiên cứu. Chúng ta có hai cái loại ICS LABA trên lâm sàng hiện nay, đó là chế phẩm budesonide formoterol, tức là Symbicort mà chúng ta rất quen thuộc. Thứ hai nữa là fluticasone và salmeterol, là cái sedative mà chúng ta cũng có trên lâm sàng đấy. Thì giữa hai cái loại ICS LABA này nó có cái khác nhau hay không, hay là hoàn toàn giống nhau? Thì trong cái nghiên cứu PATHOS là một cái nghiên cứu bắt cặp theo dõi trên cái số lượng bệnh nhân rất lớn tại Thụy Điển,
chúng ta thấy rằng là về giảm cái tần suất xuất hiện đợt kịch phát ấy, thì ICS-LABA đã giảm đợt kịch phát tốt rồi. Nhưng trong nghiên cứu này thì chúng ta thấy rằng là gì? Cái tỷ lệ mà đợt kịch phát ở cái nhóm mà dùng cái budesonide formoterol là gì ạ? À, giảm tốt hơn, giảm thêm 26% ở cái nhóm mà dùng budesonide formoterol so với nhóm fluticasone salmeterol. Chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Giảm 26% tất cả các đợt phát này, đợt kịch phát này, giảm 26% cái tỷ lệ đợt kịch phát phải dùng corticoid đường uống này, giảm xấp xỉ 30% cái tỷ lệ phải dùng kháng sinh này, giảm 30% cái tỷ lệ phải dùng viêm phổi này và phải nhập viện này, và giảm cái tỷ lệ nhập cấp cứu, khám cấp cứu là 21%. Thì cái cột biểu diễn màu đậm đây đó là budesonide formoterol, còn cái màu đỏ như thế này thì đây là salmeterol và fluticasone. Chúng ta sẽ thấy rằng là gì, tự chung lại thì rõ ràng là mặc dù là đều là nhóm thuốc ICS-LABA, nhưng cái nhóm mà chứa hoạt chất budesonide formoterol ấy nó làm giảm cái tần suất xuất hiện đợt cấp là tốt hơn so với cái nhóm fluticasone salmeterol, cũng như là giảm cái nguy cơ nhập viện khám cấp cứu. Thế thì hiệu quả thì trong các cái nghiên cứu đời thực đấy thì cho ta thấy rằng là khi mà chúng ta dùng cái budesonide formoterol ấy làm giảm đáng kể cái tỷ lệ mà xuất hiện đợt cấp dẫn tới nhập viện so với fluticasone salmeterol. Đây là những cái khi mà chúng ta đã giảm đợt cấp phải nhập viện thì chúng ta sẽ giảm cái chi phí điều trị cho bệnh nhân. Về cái nguy cơ viêm phổi thì rõ ràng là cái nguy cơ viêm phổi nó sẽ là một trong những cái nguy cơ nó xuất hiện khi mà chúng ta dùng cái phác đồ điều trị có chứa ICS, đặc biệt là cái kiểu hình bệnh nhân không đáp ứng. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải công bằng đối với nhóm thuốc này, đó là gì? Cái nguy cơ viêm phổi thì nó sẽ xảy ra ở những người mà tuổi trên 65 cũng như là BMI thấp dưới 25, đúng không? Do vậy mà chúng ta lưu ý đó là gì? Đó là bệnh nhân siêu y chúng ta khi mà người ta tuổi cao trên 65, khi mà người ta gầy thì bản thân bệnh nhân siêu y đã có nguy cơ tăng viêm phổi rồi. Kể cả phác đồ không có ICS thì cái nguy cơ viêm phổi nó cũng đã rất dễ xảy ra rồi, đúng không? Nên chúng ta cũng phải hết sức lưu ý như thế. Và để giảm cái biến cố viêm phổi chúng ta dùng như thế nào? Thì khi mà so sánh giữa budesonide formoterol với lại cái fluticasone salmeterol thì chúng ta thấy cái nguy cơ mà xuất hiện biến cố viêm phổi ở cái nhóm mà dùng fluticasone salmeterol là cao hơn gấp 73%, đúng không? So với cái nhóm mà dùng budesonide formoterol. Tương tự như vậy thì cái nhóm dùng fluticasone salmeterol nó cũng tăng 74% các cái nguy cơ nhập viện do viêm phổi so với cái nhóm mà chúng ta dùng cái đường biểu diễn màu vàng đây, tức là budesonide formoterol. Thì về cái đánh giá nguy cơ viêm phổi ở cái nhóm budesonide formoterol so với lại fluticasone salmeterol ở bệnh nhân Đài Loan ấy, thì các cái dữ liệu nghiên cứu người ta thấy rằng là gì ấy? Rõ ràng là cái nhóm dùng budesonide formoterol là cái nguy cơ xuất hiện viêm phổi là thấp hơn rất là nhiều so với lại cái nhóm mà gì ạ, dùng fluticasone salmeterol. Ở đây chúng ta thấy là thấp hơn khoảng 9% này. Tương tự như vậy, đấy là về tử vong giảm khoảng 9%. Viêm phổi thì chúng ta thấy là gì, 2.500 so với 2.800, đúng không? Tức là chúng ta thấy budesonide formoterol giảm được 13%. Viêm phổi thở máy, phải thở máy, chúng ta thấy trong cái nhóm này thì budesonide formoterol chỉ có 996 dưới 1.000, trong khi đó fluticasone salmeterol là 1.100. Chúng ta thấy là giảm 14%, đúng không? Do đó mà cái nguy cơ viêm phổi thở máy ở cái nhóm budesonide formoterol là thấp hơn so với cái nhóm điều trị bằng fluticasone salmeterol. Cái ngưỡng bạch cầu ái toan nào thì nó làm tăng cái nguy cơ biến cố viêm phổi, thì tất tổng hợp 10 các cái nghiên cứu khác nhau thì người ta thấy rằng là nếu bạch cầu ái toan mà trên 2% ấy, thì cái nguy cơ xuất hiện biến cố viêm phổi nó sẽ thấp. Còn lại nếu bạch cầu ái toan mà dưới 2% ấy, thì cái nguy cơ viêm phổi, biến cố viêm phổi nó sẽ cao khi mà chúng ta dùng cái phác đồ ICS cho bệnh nhân. Và phân tích về so sánh giữa budesonide formoterol, mặc dù đây là so sánh gián tiếp thôi, nhưng chúng ta cũng thấy rằng là gì, là nguy cơ viêm phổi nó sẽ cao hơn khi mà trong phác đồ có sử dụng cái fluticasone salmeterol, còn chúng ta sẽ thấy là nó thấp hơn
đối với phác đồ mà có chứa budesonide thì chúng ta thấy rằng là nó rõ ràng là các cái ICS là có khác nhau, nó đến từ cái đặc tính sinh học của các cái hoạt chất ICS này. Khuyến cáo mới nhất của Hội Lồng ngực Mỹ 2020 thì người ta thấy rằng là nếu như bệnh nhân CV có bạch cầu ái toan cao ấy, thì chúng ta trong cái phác đồ điều trị thì chúng ta cần phải bổ sung thêm cái ICS cho bệnh nhân. Thêm nữa đó là gì ạ? Bệnh nhân đang dùng ICS, đang dùng labanama thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân vẫn có các cái triệu chứng nặng lên, có khó thở vân vân, thì chúng ta sẽ nâng bậc lên thành ICS labanama cho bệnh nhân. Vậy thì quay trở lại, chúng ta dùng như thế nào cho tuyến cơ sở? ICS LABA chúng ta dùng khi bệnh nhân có triệu chứng này và có đợt cấp. Thế còn phác đồ bộ 3 ICS LABA LAMA thì chúng ta dùng khi mà bệnh nhân có nhiều triệu chứng, có nhiều đợt cấp và gì ạ, tắc nghẽn đường khí nặng, rất nặng. Thế còn chúng ta sẽ thấy gì? Chúng ta dùng ICS LABA này và hoặc kèm thêm LABA khi mà bệnh nhân có nhiều triệu chứng và có ít đợt cấp. Một cái điều nữa là chúng ta sau khi được chẩn đoán xong ấy, chúng ta ổn định đợt cấp xong là chúng ta cần phải đưa vào quản lý luôn, chứ không là bệnh nhân sẽ lại bị đợt cấp tiếp theo. Và vì sao chúng ta làm thế nào để chúng ta làm giảm cái chi phí trong điều trị đợt cấp và tiết kiệm cho ngân sách bảo hiểm và cho gia đình bệnh nhân, cho bệnh nhân, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là chi phí điều trị, nếu mà chúng ta ổn định điều trị bệnh nhân ổn định trong một năm, thì chúng ta tưởng tượng là ông Nguyễn Văn A, nếu chúng ta chi điều trị tối ưu cho bệnh nhân một năm, ông chỉ hết có 22 triệu thôi. Nhưng nếu như chúng ta không đủ thuốc để điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Văn A, thì làm sao? Bệnh nhân sẽ có, ví dụ chẳng hạn có 2 đợt cấp nhẹ, 2 đợt cấp trung bình và 2 đợt cấp nặng. Thì tính tổng chung lại thì bệnh nhân có thể gấp 10 lần, tức là đến 225 triệu một năm. Đúng không? Và cái khi mà người ta đợt cấp, người ta nhập viện vào bệnh viện Quảng Nam, bệnh viện Bình Định, bệnh viện 199, rồi Lục Ngạn, rồi Thanh Khê vân vân, thì chúng ta phải điều trị cho bệnh nhân chứ, và bảo hiểm vẫn phải chi trả chứ, đúng không? Thế do đó mà xin đề nghị các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, chúng ta cũng biết là khi mà chúng ta chi phí điều trị tối ưu cho bệnh nhân trong giai đoạn ổn định thì rõ ràng là nó sẽ tăng hơn về chi phí khi mà chúng ta ít thuốc. Chúng ta chỉ có 1-2 thuốc phát cho bệnh nhân, nó không đủ. Thế bệnh nhân vào đợt cấp, thế là gì? Chúng ta gấp chi phí điều trị lên gấp 10 lần. Và chúng ta sẽ thấy là gì? Là nó sẽ làm rất nhanh chóng, là nó sẽ làm vỡ quỹ bảo hiểm, hết quỹ bảo hiểm, không thể chi trả nổi. Và trong cái tổng chi phí điều trị chung, nếu như trong phác đồ mà có chứa budesonide phocmoterone, thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Nó sẽ làm giảm xấp xỉ khoảng độ 30% so với lại chúng ta dùng fluticasone salmeterol, đúng không? Vì làm sao? Vì chúng ta thấy là nó giảm biến cố viêm phổi này, giảm tỷ lệ nhập viện này, giảm các thuốc điều trị. Thế cho nên là chúng ta cũng thấy lưu ý là nó sẽ tiết kiệm hơn cho bệnh nhân, cho bảo hiểm y tế và cho gì ạ? Cho gia đình bệnh nhân. Vậy thì trước khi kết luận thì chúng ta cũng thấy rằng là để mà lưu ý được trong cái điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ý, nó rất nhiều các cấu phần ở đây, đúng không? Chúng ta cần phải kiểm soát triệu chứng đầy đủ cho bệnh nhân. Chúng ta cũng cần phải đo chức năng phổi để theo dõi xem nó sụt giảm thế nào, đúng không? Chúng ta cũng phải xem bệnh nhân có bệnh đồng mắc hay không. Chúng ta cũng phải xem xét xem là bệnh nhân có cần phải thở oxy, cần phải hỗ trợ dinh dưỡng, rồi xem có trầm cảm hay lo âu không. Có cần hướng dẫn bệnh nhân phục hồi chức năng hô hấp không? Kiểm tra cái cách dùng thuốc của bệnh nhân như thế nào, xem tần suất cái đợt kịch phát của bệnh nhân ra làm sao. Thế và bệnh nhân hút thuốc lá hay không, còn thu hút hay không, và chúng ta cần phải tư vấn hướng dẫn bệnh nhân cai thuốc lá. Đó là rất rất nhiều việc, rất rất nhiều cái cấu phần khi mà các bác sĩ lâm sàng, chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân, chúng ta điều trị cho bệnh nhân, chúng ta cần phải quan tâm, lưu ý. Tôi xin có 4 cái điểm kết luận sau đây. Điểm kết luận thứ nhất đó là bệnh nhân CD có đợt cấp thường xuyên thì nó sẽ ảnh hưởng rất xấu đến tiên lượng bệnh, đó là giảm chất lượng cuộc sống, tăng tử vong, tăng chi phí điều trị. Khi mà chúng ta dùng cái phác đồ có ICS, tức là ICS LABA đấy, nó sẽ hiệu quả làm giảm đợt cấp và được chỉ định cho bệnh nhân CD có kiểu hình ACO, có tăng bạch cầu ái toan, có đợt cấp thường xuyên. Và một số bằng chứng thì cho thấy rằng là budesonide phocmoterone ấy, nó sẽ hiệu quả hơn các cái dạng ICS LABA khác. Cái điểm thứ ba nữa đó là liệu pháp bộ 3 ICS LABA LAMA là cái lựa chọn phù hợp cho bệnh nhân CD nhiều đợt cấp, mặc dù là chúng ta đã tối ưu ICS LABA rồi,
hoặc là chúng ta đã dùng labalama rồi mà bệnh nhân vẫn có những cái đợt cấp thì chúng ta sẽ dùng cái liệu pháp ICS labalama cho bệnh nhân. Sau khi được chẩn đoán xong, điều trị ổn định kịch phát xong thì bệnh nhân COPD chúng ta cần ngay lập tức đưa vào chương trình quản lý ngoại trú để làm sao mà quản lý bệnh nhân được tốt và giảm các cái chi phí điều trị cho bệnh nhân. Và cái điểm cuối cùng thì hội nghị khoa học Hội Hô hấp Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 13-14 tháng 11, và chúng tôi vì tình hình dịch bệnh nên chúng tôi đã quyết định là tổ chức trực tuyến, kính mời các thầy cô, các quý vị đồng nghiệp các nơi chúng ta tham dự, và chắc chắn nó sẽ có các cái phiên khoa học hết sức là sâu do các chuyên gia quốc tế cũng như là tại Việt Nam chia sẻ, trao đổi những cái chủ đề hết sức cập nhật về COPD, về hen và về nhiều bệnh hô hấp khác nữa. Xin một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe. Vâng, xin trân trọng cảm ơn bài trình bày rất là chi tiết và đầy đủ về một cái bệnh lý mà cũng rất là gần gũi với tất cả các bác sĩ, đó là cái bệnh của tắc nghẽn mãn tính và cái vai trò của ICS là ba. Sau đây là cái phiên thảo luận thì quý vị có thể hỏi về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng như là hỏi về hen phế quản. Nếu mà quý vị có những thắc mắc về hen phế quản thì cũng xin nhờ Phó sư Giáp cũng giải đáp cho quý vị. Và xin mời tất cả các quý vị ở các đầu cầu ạ. Điện Lục Lục Ngạn. Lục Ngạn. Dạ vâng, xin mời bệnh viện Lục Ngạn ạ. Dạ vâng. Chúng tôi kính thưa các quý thầy cô, các đồng nghiệp, điểm cầu trung tâm Điện Lục Ngạn, Bắc Giang xin hỏi và chia sẻ của các quý thầy cô một câu hỏi như sau ạ. Ở trường hợp cụ thể là bệnh nhân nam 66 tuổi được chẩn đoán là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và tăng áp độ 2 và đã được quản lý và điều trị 10 năm nhưng mà thường xuyên có nhịp tim thường xuyên nhanh 110 chu kỳ trên phút, chức năng hô hấp là rối loạn thông khí, tắc nghẽn mức độ nặng, có những đợt cấp 3 lần phải nhập viện nội trú trong 1 năm, thuốc đã được dùng ICS LABA và thuốc huyết áp là ức chế cụ thể ACE1 và đã chỉnh điều trị nhưng kết quả chưa tốt. Bệnh nhân vẫn khó chịu, tức ngực do nhịp nhanh. Xin hỏi quý thầy cô trường hợp này sử dụng thuốc phối hợp, lựa chọn các nhóm thuốc nào cho tối ưu nhất cho bệnh nhân. Xin cảm ơn thầy cô ạ. Vâng, rất là cảm ơn đồng nghiệp ở Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn. Thế thì như thế này, đối với bệnh nhân chúng ta thấy rằng là bệnh nhân là nam giới 66 tuổi, chẩn đoán COPD nhiều năm rồi. Và có cái ba cái đợt kịch phát trong năm vừa qua này. Hiện tại phác đồ đang dùng là ICS LABA, bệnh đồng mắc là tăng huyết áp và đang cái điều trị cái thuốc ức chế thụ thể. Thế thì hỏi anh một chút là bệnh nhân cái mức độ triệu chứng của bệnh nhân, tức là cái điểm MMRC của bệnh nhân ấy, từ là bệnh nhân là bao nhiêu điểm, hoặc cái điểm CAT là bao nhiêu điểm, đó là nhiều triệu chứng hay là mức độ triệu chứng ít? Thì triệu chứng CAT là 15 điểm. 15 điểm đúng không? Vâng. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là bệnh nhân đã sẽ xếp vào cái nhóm nào trong phân đạo loại chúng ta. Bệnh nhân này là nhiều triệu chứng, cho nên là chúng ta thấy là chỉ có thể là nhóm B hoặc nhóm D, đúng không? Nhiều triệu chứng. Thứ hai là nhiều đợt cấp, cho nên là chắc chắn là nhóm D rồi. Nhóm D là cái nhóm nặng nhất, cho nên chúng tôi hiểu rằng là cái việc quản lý của bệnh nhân nó khó khăn là đúng rồi. Các đồng nghiệp khó khăn, lên trên chúng tôi cũng khó khăn, chứ không phải là dễ, đúng không? Và cái phác đồ của bệnh nhân đang là ICS LABA, đúng không? Nhưng mà có một cái điểm đó là gì? Đó là bệnh nhân vẫn có nhiều đợt cấp. Vậy thì chúng ta sẽ phải xem là cái bạch cầu ái toan của bệnh nhân trong trường hợp này là như thế nào? Các đồng nghiệp có cái thông tin này không ạ? Này không ạ, điều trị ngoại trú ạ. Vâng. Không có thông tin điều trị nội trú. Vâng. Và cái đợt cấp này vì nó không liên quan đến cái chuyện viêm phổi, cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là gì, có vẻ như cái phác đồ ICS này LABA này đã đúng hướng nhưng nó chưa quản lý cho bệnh nhân được. Vậy thì theo đúng khuyến cáo của Gold thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ nâng bậc lên là chúng ta sẽ thêm một cái LAMA nữa cho bệnh nhân. Thì xin hỏi là ở Lục Ngạn thì chúng ta đã có cái Spiriva cho bệnh nhân chưa ạ? Chưa. À vâng, thế thì khó khăn quá nhỉ. Chúng ta đã dùng ICS LABA rồi mà. Thế thì như thế này, thì chúng tôi cũng hiểu là rất khó khăn nhưng mà chúng ta phải trao đổi với bệnh nhân thôi. Nếu như bệnh nhân mà người ta tự túc được cái LAMA thì người ta sẽ giảm được cái đợt cấp.
một năm mà bệnh nhân có 3 cái đợt cấp thì cái chi phí điều trị là rất tốn kém cho bệnh viện Lục Ngạn, tốn kém cho bệnh nhân này, cho gia đình bệnh nhân này, đúng không? Và mỗi một đợt cấp như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì, nó sẽ làm ảnh hưởng rất xấu đến chức năng phổi của bệnh nhân, đúng không? Và đặc điểm bệnh nhân COPD đó là đợt cấp này gọi đợt cấp sau. Tức là nếu chúng ta không quản lý đợt cấp tốt ý, thì bệnh nhân năm nay 3 đợt cấp ý, thì sang năm nó vẫn tiếp tục, nó sẽ 3 đợt cấp, thậm chí 4 đợt cấp, 5 đợt cấp. Đúng không? Đợt cấp này gọi đợt cấp sau mà, và không chấm dứt được. Thế thì xin trao đổi với đồng nghiệp có hai cái hướng giải quyết như sau. Một là mình phải trao đổi thôi, nhà nước và nhân dân cùng làm. Đó là gì? Đó là bệnh viện cung cấp được cái Icetlaba loại tốt cho bệnh nhân. Thứ hai nữa là bệnh nhân sẽ phải gì ạ? Phải tự túc cái Lama để làm sao cho đầy đủ. Đấy là giải pháp thứ nhất. Giải pháp thứ hai là chuyển lên tuyến trên, lên bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc là lên bệnh viện tuyến trung ương. Bởi vì sao? Vì nếu như không đủ thuốc thì sẽ không thể nào quản lý cho bệnh nhân được, đặc biệt là bệnh nhân của các đồng nghiệp Lục Ngạn rất là nặng. Đấy là cái hướng giải quyết. Một cái điểm nữa thì chúng ta cần lưu ý như thế này. Vì những trường hợp này khó cho nên chúng ta cần phải kiểm tra kỹ, như tôi đã nói, phải tối ưu. Thuốc lá người ta còn hút không? Đấy. Thứ hai nữa là cái dùng thuốc người ta có đúng không? Chúng tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân là gì? Là mắc bệnh rất nhiều năm rồi nhưng mà xịt thì xịt vào mũi, đúng không? Xịt vào cổ họng, hoặc xịt mà không tháo nắp ra, xịt mà không lắc bình rồi, vân vân. Rất rất nhiều những cái lỗi trong quá trình người ta dùng thuốc thì mình cần phải tối ưu đã. Thế do đó mà chúng ta cần phải kiểm tra kỹ. Hoặc là khói trong cái môi trường sinh sống, ví dụ người ta vẫn dùng bếp than tổ ong chẳng hạn, thì tất cả những cái đấy là chúng ta cần phải tối ưu, đặc biệt những trường hợp nặng như thế này. Thế còn đây là những trường hợp khó. Một cái nữa thì cũng liên quan ca này, tức là cái tăng huyết áp thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng ICS được nếu như bệnh nhân không có triệu chứng ho nó nặng thêm, đúng không? Thế còn cái nhịp tim của bệnh nhân ý, thì chúng ta xem là người ta có cái rung nhĩ hay là nhịp nhanh xoang, để chúng ta tìm thêm các bệnh lý đồng mắc về tim mạch. Và xin có một số chia sẻ với các đồng nghiệp như vậy. Và sau đây thì xin mời các cảm ơn thầy. Điểm các 199 đồng nghiệp các bệnh viện khác ạ. Vâng. 199 xin có chia sẻ trao đổi ạ. Thưa thầy. Vâng, mời thầy. Vâng ạ, chúng tôi là bệnh viện 99 ở Đà Nẵng, xin chia sẻ, xin thầy chia sẻ cái này. Thầy dùng cái bạch cầu ái toan rất nhiều trong cái chiến lược điều trị. Thế chúng tôi rất phân vân là thế này. Thứ nhất là bạch cầu ái toan, nếu bình thường ra chỉ số là 50 đến 500 trong 1 microlit máu. Cái thứ hai, tăng bởi rất nhiều các nguyên nhân khác. Thí dụ như là trong nhiễm ký sinh trùng, thí dụ như dị ứng. Và khi sử dụng một số thuốc mà cũng rất thông dụng, thí dụ như là tăng trong dùng aspirin, dùng erythromycin, dùng một số thuốc nhóm sulfamid và dùng nitrofurantoin, thí dụ như vậy. Vậy thì xin Phó Sư Phương thầy cho cái kinh nghiệm để khử những cái yếu tố nhiễu để mình dùng thực chất cái chỉ số bạch cầu ái toan này, vì nó thấy trong cái chiến lược điều trị của thầy thì bạch cầu ái toan nó rất là quan trọng. Thì với thực tế như vậy thì là xin thầy chia sẻ để mà mình có thể cá thể hóa trong cái điều trị bệnh nhân cho nó phù hợp. Xin cảm ơn thầy. Dạ vâng, rất là cảm ơn đồng nghiệp ở bệnh viện 199 Bộ Công an đã có câu hỏi rất hay và rất thực tế trên lâm sàng. Thế thì đối với cái bạch cầu ái toan ấy, thì cũng có rất nhiều những quan điểm khác nhau trong cái thực hành lâm sàng. Thế nhưng cho đến hiện nay ấy, thì chúng ta cũng phải thống nhất như thế này. Bạch cầu ái toan là một trong những cái marker tốt để chúng ta có thể ứng dụng trong quản lý điều trị bệnh nhân COPD. Nó sẽ không bao giờ là chắc chắn 100%. Nó giống như cái việc mà bệnh nhân bị nhiễm trùng nhưng bạch cầu máu không tăng. Bởi vì sao? Vì cái phản ứng của cơ thể. Hoặc chúng ta làm cái CRP nó nhạy hơn đi chăng nữa, nhưng cũng có trường hợp mà viêm phổi rất nặng nhưng mà cái CRP thậm chí không tăng được, đúng không? Thế thì đấy là những cái chuyện mà nó một cái marker nói chung ấy, nó không thể nào mà chính xác 100% được. Nhưng mà cho đến hiện nay ấy, thì cái bạch cầu ái toan trong máu vẫn là một trong những marker mà nó phản ánh được cái tương tự là bạch cầu ái toan trong đờm, và chúng ta có thể ứng dụng được để mà
trong thực hành lâm sàng quản lý. Làm thế nào để chúng ta khử yếu tố nhiễu thì xin các đồng nghiệp lưu ý như thế này. Đặc biệt Việt Nam thì là cái nước mà chúng ta thấy tỷ lệ nhiễm giun, nhiễm ký sinh trùng tức là rất là cao, thì chúng ta lưu ý thứ nhất là nhiễm ký sinh trùng á mà gây bệnh ý, thì cái bạch cầu an toàn nó phải rất cao, nó phải thậm chí là 30%, chứ nó không chỉ là gì là 2%, mà cái mức ở đây chúng ta chỉ cần là 2%, đúng không? Thế còn nếu như chúng ta gặp mà bạch cầu an toàn, chúng tôi khi mà bạch cầu an toàn trên 20% chẳng hạn, thì chúng tôi không bao giờ chúng tôi nghĩ đây là bạch cầu an toàn này là do CBD, mà chúng ta phải đi tìm giun, tìm sán, tìm ký sinh trùng để điều trị. Đó, đấy là cái đặc điểm về nhiễm ký sinh trùng. Còn dị ứng rồi thuốc rồi rất nhiều yếu tố khác ấy, thì xin các đồng nghiệp lưu ý như thế này, chúng ta sẽ làm như sau. Nhất đối với bạch cầu an toàn ấy, thì quý vị hãy làm trong giai đoạn ổn định, không trong đợt cấp. Thứ hai nữa là làm một lần mà chúng ta thấy nó thấp hoặc nó cao thì chúng ta làm lại lần thứ hai để chắc chắn rằng là gì, là cái bạch cầu an toàn đó là cái mức nền của bệnh nhân và nó phản ánh cái tình trạng viêm đường thở của bệnh nhân này là có liên quan đến bạch cầu an toàn và chúng ta có thể khởi đầu điều trị cho bệnh nhân được, đúng không? Thế còn nếu như bệnh nhân vừa có siêu đi vừa có nhiễm giun, bạch cầu an toàn cao ấy, thì quý vị cho người ta tẩy giun xong chúng ta đánh giá lại, nếu như nó về cái giá trị bình thường thì chúng ta nghĩ đấy là cái do cái nhiễm giun. Nhưng xin nhắc lại là nếu nhiễm giun thì tỷ lệ bạch cầu an toàn thường là rất cao, nó phải trên cái 5% hoặc trên 500 bạch cầu an toàn, chứ không nó ở cái mức 200 hoặc 300 như bình thường. Và xin có chia sẻ với các đồng nghiệp như vậy. Dạ. Ở đây số lượng tuyệt đối quan trọng hơn là phần trăm chứ thầy? Cả hai đều được anh, cả hai đều được, phần trăm và số lượng tuyệt đối đều được anh nhé. Ví dụ như 2% thì phiên ra nó cũng tương tự là 200, 500 thì nó tương đương với 5% anh ạ. Vâng. Dạ, thì vâng. Nếu như mà 30% thì nó tương đương khoảng 3.000. Dạ. À, xin cảm ơn thầy. Dạ vâng. Trong các nghiên cứu quốc tế thì người ta dùng cả hai chỉ số đều được, tỷ lệ phần trăm và giá trị tuyệt đối là số lượng. Dạ. Xin mời các đồng nghiệp tiếp theo ạ, các bệnh viện khác ạ. Vâng, có câu hỏi gì thêm không ạ? Chúng ta cùng trao đổi. À, vâng, hình như là các bệnh viện khác cũng không có câu hỏi gì thêm nữa đúng không ạ? Và bây giờ thì là cũng là 4 giờ. Alo, cho em xin phép. Em là xin lỗi, em là bác sĩ trưởng ở khoa nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định ạ. Dạ, vâng. Xin cảm ơn cái bài giảng của thầy rất là đầy đủ chi tiết. Em xin có một cái câu hỏi với thầy. Thì trong cái CPD thì cái tỷ lệ bệnh nhân tử vong do bệnh lý tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim là tỷ lệ chiếm tới khoảng 20%. Sau nhồi máu cơ tim thì bệnh nhân đa số sẽ, nếu đến muộn thì sẽ rơi vào tình trạng suy tim. Và vấn đề điều trị suy tim sau nhồi máu cơ tim thì cái dạng beta, đặc biệt là dạng beta thế hệ mới bây giờ là nó có chọn lọc giống như là bisoprolol hoặc là nebivolol. Thì cái này nó chọn lọc ở beta 1. Tuy nhiên thì cái khuyến cáo thì nó vẫn rất dè dặt ở những bệnh nhân hen phế quản và CVD. Thì em xin phép cho thầy... Thầy cho thêm cái ý kiến, cái kinh nghiệm của thầy về sử dụng dạng beta ở những bệnh nhân mà có bệnh lý CBD. Cảm ơn. Vâng, rất là cảm ơn cái câu hỏi rất là thực tế và phù hợp với cái thực hành lâm sàng hàng ngày. Chúng ta đối mặt trong cái trường hợp mà bệnh nhân CBD này lại có nhồi máu cơ tim, xong rồi sau can thiệp xong thì đúng rõ ràng là việc chúng ta dùng chẹn beta nó là cái lợi điểm phòng các cái biến cố tiếp theo về tim mạch cho bệnh nhân CVD. Thế thì tuy nhiên rằng là nó có mấy cái xin lưu ý với các quý vị như sau. Chẹn beta chọn lọc trên tim đấy thì các nghiên cứu thì cũng cho thấy rằng là trong nghiên cứu thôi ạ, đó là gì ạ, là chúng ta dùng ấy, thì những cái chẹn chọn lọc trên tim ấy, nó không những là không gây cơn khó thở cho bệnh nhân CVD, không những là không làm giảm chức năng phổi, mà ngược lại thì nó cũng sẽ làm giúp cho cái việc chúng ta vừa bảo vệ được tim của bệnh nhân và nó sẽ làm giúp cho bệnh nhân không bị đợt cấp. Bởi vì khi mà cái suy tim của bệnh nhân mà không ổn là bệnh nhân CVD mà, nên rất dễ vào đợt cấp. Thế cho nên là gì ạ? Là các cái khuyến cáo cho đến hiện nay đấy,
nếu bệnh nhân COPD mà có bệnh đồng mắc gì thì chúng ta điều trị cái bệnh đồng mắc đó tương tự như là điều trị cái bệnh đồng mắc, cái bệnh chính ấy không có COPD. Ví dụ như người ta bị tăng huyết áp, có chỉ định điều trị nhóm thuốc gì, thì có COPD hay không có COPD, chúng ta cũng lựa chọn cái phác đồ điều trị đó tương tự như vậy. Tuy nhiên, nó có mấy cái điểm lưu ý mà thực sự là chúng tôi khi mà quyết định điều trị cho bệnh nhân ấy, là chúng tôi cũng rất là cân nhắc. Người ta nói là gì? Là thứ nhất là nếu như bệnh nhân mà đang trong đợt cấp ấy, thì chúng ta không nên khởi đầu bằng cái phác đồ mà có chứa chẹn beta. Vì sao? Vì cái việc mà chúng ta chưa biết là nó có gây co thắt phế quản, gây giảm chức năng phổi hay không mà chúng ta dùng ấy, thì chúng ta sẽ thấy là lợi bất cập hại, cái lợi ích bảo vệ chưa rõ, trong khi đó là trong đợt cấp người ta đã rất khó thở rồi mà chúng ta quyết định dùng cái beta blocker cho bệnh nhân. Mặc dù chọn lọc trên tim nhưng ít nhiều nó cũng có ảnh hưởng. Thì đấy là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai nữa là nếu như bệnh nhân mà trước đó vẫn dùng beta blocker thường xuyên, không có chuyện gì cả, người ta vào đợt cấp ấy, thì chúng ta không nhất thiết phải cắt đi hoàn toàn cái thuốc đó, đúng không? Thế thì để chúng ta biết rằng là nó sẽ không thể nào mà rõ ràng được. Trong những trường hợp đó thì xin quý vị hãy cân nhắc giữa cái lợi ích mà cái thuốc beta blocker có thể mang lại cho bệnh nhân với lại cái nguy cơ giảm chức năng phổi, gây tăng khó thở để chúng ta quyết định ý điều trị cho bệnh nhân, đúng không? Thì đấy là một số kinh nghiệm chia sẻ với các đồng nghiệp như vậy. Thì thông thường thì chúng tôi sẽ lựa chọn các cái thuốc hạ huyết áp nhóm khác, ví dụ như chẹn thụ thể này, ví dụ như là ức chế men chuyển này, là chúng ta có thể dùng được cho bệnh nhân COPD, hoặc là nhóm chẹn kinh canxi này, đấy là những cái thuốc mà chúng ta có thể dùng cho bệnh nhân được. Và xin mời các thầy cô, các đồng nghiệp khác ạ. Vâng, em ở trung tâm y tế Quế Võ, em muốn đặt câu hỏi cho thầy. Dạ vâng, mời đồng nghiệp. Đồng nghiệp ở Quế Võ, chúng ta nói to một chút để vì không nghe rõ. Em muốn hỏi là cái anti-COPD nhá, ở Quế Võ cái âm thanh không nghe được đâu, các bạn có thể đánh trên chat box để sau đó thì sẽ trả lời. Thế còn trong khi đợi Quế Võ đánh cái tin nhắn câu hỏi thì đây có một câu hỏi của đồng nghiệp tên là Vũ Nguyên. Đó là corticoid đường tĩnh mạch sau bao lâu thì có tác dụng trên lâm sàng? ICS có ưu thế hơn so với corticoid đường tĩnh mạch trong xử trí cứu đợt cấp không? Các thầy cô, các đồng nghiệp lưu ý như thế này. Thứ nhất là đường tĩnh mạch thì chúng ta thấy rằng là gì? Trong cái đợt cấp theo đúng khuyến cáo của GOLD ấy, thì chúng ta sẽ dùng corticoid đường toàn thân. Toàn thân ở đây đó là đường uống và đường tĩnh mạch. Thế thì nó đối với tác động của corticoid đường toàn thân ấy, nó sẽ tác động theo cơ chế gọi là qua gen. Thế vì vậy mà chúng ta sẽ thấy là nó có vẻ như là nó sẽ gì ạ? Nó chậm hơn so với corticoid đường khí dung, phunit. Bởi vì nó tác động qua cả hai cơ chế gen và nông gen. Tuy nhiên chậm ở đây không phải là chậm nó quá chậm vài ngày hoặc là vài giờ. Thực ra thì chúng ta cũng biết rằng là quý vị chắc đã từng dùng corticoid rồi thì chúng ta biết khi bệnh nhân dị ứng chúng ta tiêm vào là sau khoảng gì ạ, vài chục phút là nó đã gì ạ, đang mẩn ngứa gãi khắp người là đã gì ạ, đã phát huy tác dụng rồi, chứ không phải là nó quá lâu. Cho nên cái câu hỏi mà đây đồng nghiệp nào cũng đã hỏi một số lần rồi đấy, tức là gì, corticoid đường toàn thân với lại corticoid đường phun hít thì tác động nào nó chậm hơn và chậm bao lâu thì không phải là như vậy, đúng không? Nó không phải là quá chậm quá lâu so với lại corticoid đường khí dung và phun hít, mặc dù là gì, là corticoid đường phun hít khí dung nó sẽ có hai cái tác động thông qua hai cơ chế là gen và nông gen, đúng không?
cái tại sao Gold khuyến cáo là chúng ta dùng corticoid đường toàn thân đối với đợt cấp của COPD cũng như của hen, thì chúng ta lưu ý là gì? Trong đợt cấp nặng đấy thì là do người ta bệnh nhân ấy thì sẽ có thường phù nề, co thắt và tăng tiết. Thế cho nên là chúng ta sẽ hình dung bệnh nhân khạc ra đến độ một cốc đờm, mà chúng ta dùng khí dung corticoid thì nó sẽ bị bám vào các phân tử đờm rồi. Đúng không? Thế cho nên là gì? Là nó không đến được các receptor và nó không phát huy được hoàn toàn tác dụng. Đấy. Thế thì cho nên là chúng ta thấy rằng là người ta sẽ khuyến cáo chúng ta dùng corticoid đường toàn thân, đừng uống được, đừng tiệm được. Đó là ý số 1. Ý số 2 nữa là gì? Trong đợt cấp vì cái tình trạng phù nề, viêm, co thắt rất mạnh như vậy, cho nên chúng ta nếu dùng corticoid đường khí dung ấy là chúng ta phải dùng cái liều rất cao. Chứ không phải là ví dụ ba nang budesonide hoặc là ba nang fluoxetine mà bây giờ chúng ta vẫn dùng như bình thường, đúng không? Cái liều đó là chắc chắn là không đủ. Và số lượng là chúng ta thấy rằng là gì ạ? Chúng ta phải dùng cái liều rất cao. Mỗi một lần là chúng ta phải khí dung gì ạ? Thậm chí là gì? Bốn nang một lần và một ngày có thể là gì ạ? Phải dùng ba lần. Và cái chi phí điều trị nó sẽ rất là tốn kém, đúng không? Cho nên chúng ta chỉ dùng trong trường hợp nào chỉ khí dung mà thay cho cái đường uống và đường tiêm tĩnh mạch ấy, khi mà gì, khi mà bệnh nhân có cái mức độ nhẹ thôi, trung bình nhẹ thì dùng được. Thứ hai nữa là trong trường hợp mà bệnh nhân có cái bệnh lý ví dụ chẳng hạn như là xuất huyết tiêu hóa, loét dạ dày tá tràng, đường máu cao không kiểm soát được, hoặc là nhiễm trùng rất nặng, đúng không? Nhiễm trùng nặng mà chúng ta dùng đường toàn thân có thể ức chế miễn dịch thì chúng ta mới chuyển sang dùng corticoid đường phun hít khí dung hoàn toàn nhé. Thế còn trong thời hành lâm sàng thì chúng ta làm như thế nào? Thì xin chia sẻ với đồng nghiệp là chúng ta sẽ dùng gì ạ? Chúng tôi vẫn dùng corticoid đường toàn thân song song với corticoid đường phun hít khí dung cho bệnh nhân. Và chứ nếu thay thế hoàn toàn thì chúng ta phải dùng liều rất cao và nó rất là tốn kém. Và câu hỏi nữa đó là định lượng troponin tăng lên ở bệnh nhân COPD không, có nên làm thường quy để tầm soát nguy cơ nhồi máu cơ tim hay không? Thì cái này thì chúng ta thấy rằng là troponin nó liên quan đến trực tiếp cái bệnh lý mạch vành, đúng không? Nên chúng ta chỉ nghi ngờ, chỉ làm khi nghi ngờ bệnh nhân có hội chứng vành cấp, chúng ta không làm một cách thường quy. Bảo hiểm chắc chắn người ta sẽ không chi trả cho bệnh nhân và nó đội chi phí lên rất nhiều. Tiếp theo nữa là bệnh nhân COPD tăng CO2 máu kéo dài, nguy cơ hôn mê thì nên xử lý thế nào? Cái này bắt buộc các bạn phải cho thở máy không xâm nhập trước, thở CPAP hoặc VPAP. Sau khi thở máy xong mà bệnh nhân không cải thiện ấy, đánh giá 30 phút sau mà bệnh nhân không cải thiện thì bắt buộc phải đặt nội khí quản thở máy. Đây, về nguyên tắc ấy, khi bệnh nhân đã hôn mê thì chúng ta không thở máy không xâm nhập được mà phải đặt nội khí quản luôn. Để thở máy. Thế còn chúng ta chưa không có máy thở thì chúng ta phải bóp bóng cho bệnh nhân, cho nó đặt nội khí quản để nó thải bớt cái CO2 ra, thì hy vọng là bệnh nhân sẽ tỉnh táo dần dần trở lại, đúng không? Đầu cầu Quế Võ thì đã có đánh được câu hỏi đây rồi. Câu hỏi thứ nhất, vai trò của azithromycin trong cải thiện triệu chứng ở bệnh nhân COPD, dùng trong bao lâu và liều như thế nào? Thì đối với azithromycin thì chúng tôi vẫn khuyên các đồng nghiệp trong chuyên ngành, ngoài chuyên ngành, chúng ta hãy giữ lại azithromycin để điều trị nhiễm trùng thực sự. Đó là viêm phổi, đúng không? Đó là viêm phế quản, đó là các cái nhiễm trùng khác. Chúng ta không nên dùng azithromycin để điều trị với mục đích chống viêm. Bởi vì dùng như vậy là chúng ta thấy rằng là gì? Là có nguy cơ là vi khuẩn nó kháng hết tất cả các nhóm kháng sinh, nhóm macrolide, là chúng ta không có cái biện pháp gì để điều trị đối với nhiễm trùng thực thụ. Và chúng tôi khuyên các đồng nghiệp nên dùng erythromycin, là cái thuốc rất rẻ. Và bây giờ nói thật là nó, vi khuẩn nó đã kháng hết azithromycin rồi. Cho nên chúng ta thấy là thuốc nó rẻ và đằng nào nó cũng kháng rồi, cho nên chúng ta dùng được. Dùng macrolide thì quý vị lưu ý nó có những cái điểm sau đây. Một là nó có thể nó gây điếc tai, ảnh hưởng đến thính lực. Cho nên khi dùng là chúng ta phải hỏi bệnh nhân xem là tai có ù, có điếc, có nghe kém hay không. Thứ hai nữa là nó có thể nó gây kéo dài khoảng QT, gây đột tử. Cái này đã có báo cáo trong nghiên cứu đối với các cái kháng sinh azithromycin dùng kéo dài bệnh nhân COPD. Thế thì chúng ta phải làm điện tâm đồ cho bệnh nhân
trước khi điều trị này, và lâu lâu chúng ta kiểm tra đánh giá lại và đo khoảng QT xem nó có kéo dài hay không, đúng không? À, đấy là cái ý số 2. Cái ý số 3 nữa đó là gì? Chúng ta khi dùng kháng sinh nhóm macrolide thì không nên dùng phối hợp với nhóm xanthin, đó là theophylline, vì nó sẽ làm tăng cái độc tính, tăng cái nguy cơ xuất hiện các cái rối loạn nhịp tim và tăng cái nguy cơ xuất hiện các cái biến cố về tim mạch, đúng không? Đấy là ý số 3 cần lưu ý. Cái số 4 xin các đồng nghiệp lưu ý đó là gì? Đó là chúng ta dùng như thế nào, liều bao nhiêu. Liều thì chúng ta dùng cái liều rất thấp, 10 mg/kg trên kg cân nặng trong 24 giờ. Và tóm lại, bệnh nhân của chúng ta là bệnh nhân COPD 50 cân trung bình thì chúng ta dùng một viên erythromycin thôi. Một viên 10 mg nhân với 50 cân là thành 500 mg mà. Chỉ cần gì ạ? À, một viên 500 mg là đủ. Nhưng chúng tôi khuyên là các đồng nghiệp dùng cái loại hàm lượng 250 mg và chia 2 lần. Sáng một viên, tối một viên. À, chúng ta sẽ chia ra làm 2 lần, đúng không? Thời gian dùng bao nhiêu lâu thì các đồng nghiệp sẽ dùng như thế này. Dùng ít nhất là trong các tháng mùa đông. Đó là những tháng mà bệnh nhân hay bị đợt cấp, đúng không? Do vậy mà chúng ta thấy ví dụ như chia làm 2 mùa, khi một mùa thu đông là rất dễ có đợt cấp thì chúng ta sẽ dùng, sau đó chúng ta sẽ ngừng, đúng không? Đấy, thế còn đến cái mùa mà thường xuyên sẽ đợt cấp chúng ta sẽ dùng cho bệnh nhân. Thì đấy là câu hỏi về azithromycin. Câu hỏi thứ hai liên quan diaphylline đường tĩnh mạch trong điều cấp điều trị liều lượng như thế nào trên lâm sàng. Thì đối với diaphylline thì khi dùng thì các đồng nghiệp lưu ý như thế này cho tôi. Thứ nhất đó là gì? Ý số 1 là dùng đường truyền tĩnh mạch, pha truyền tĩnh mạch. Không dùng tiêm trực tiếp tĩnh mạch. Vì cái nguy cơ có thể xuất hiện rối loạn nhịp tim, xoắn điện đỉnh và tử vong. Nếu chúng ta tiêm nhanh, tiêm như là tiêm kháng sinh thông thường là sẽ nguy cơ rất là cao. Nếu chúng ta dùng đường tiêm tĩnh mạch ý, thì chúng ta phải dùng tiêm rất chậm trong vòng 30 phút. Quý vị tưởng tượng là tiêm trong 30 phút là rất lâu chứ không phải đơn giản, đúng không? Cho nên là chúng tôi khuyên là một, đã dùng đường tĩnh mạch thì dùng bơm tiêm điện hoặc máy truyền dịch hoặc là truyền trong chai truyền tĩnh mạch để làm sao mà gì? Là truyền chậm. Thứ hai nữa là cái liều thì sao? Liều thì không vượt quá 10 mg trên kg cân nặng trong 24 giờ. Nói tóm lại, bệnh nhân COPD chúng ta là 50 kg, một lọ diaphylline là 240 mg một lọ, đúng không? Thì một ngày chúng ta dùng được 2 lọ và chúng ta pha truyền tĩnh mạch, truyền chậm tĩnh mạch. Và cũng xin chia sẻ với các đồng nghiệp luôn là ở châu Âu và Mỹ người ta không dùng diaphylline để cấp cứu cắt cơn nữa, đúng không? Rồi chúng ta không có thì chúng ta dùng thôi. Nó không phải là cái thuốc thần thánh, đúng không? Đấy, và khi ví dụ khi bác sĩ ở Pháp chẳng hạn, người ta không dùng cái nhóm này luôn, đúng không? Nhưng chúng ta không có cái biện pháp khác, chúng ta bắt buộc phải dùng thôi. Thì đấy là có một số cái câu hỏi, một số cái nội dung xin trao đổi với các đồng nghiệp như vậy. Thì xin hỏi các đầu cầu có câu hỏi gì thêm nữa không ạ? À. À, chắc là các đầu cầu cũng đã có nhiều câu hỏi và cũng đã được giải đáp cơ bản rồi. Thì nếu các đồng nghiệp có câu hỏi gì thêm thì có thể gửi cho bên công ty AstraZeneca hoặc gửi cho bác sĩ Giáp, thì bác sĩ Giáp cũng sẽ liên lạc và trả lời các đồng nghiệp ạ. À. Xin cảm ơn phó sư Vũ Văn Giáp. Có lẽ là cái thời lượng của chương trình thì đến đây cũng đã kết thúc. Và thứ hai là các cái câu hỏi thảo luận thì có vẻ cũng không còn. Còn nếu quý vị bác sĩ nào có câu hỏi thảo luận tiếp thì làm ơn gửi về cho nhân viên AstraZeneca. Sau đó thì chúng tôi sẽ gửi tới cho giáo sư Giáp cũng như giáo sư Phương để giáo sư sẽ trả lời và gửi lại cho quý vị. Thì sau khoảng 2 tiếng đồng hồ làm việc hết sức là khẩn trương và khoa học, chúng ta đã kết thúc hội thảo và chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới Phó sư tiến sĩ Phan Thu Phương, Phó sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp đã soạn bài và trình bày hai cái bài báo cáo
rất là gần gũi và rất là đầy đủ, mang tính khoa học rất cao, và đặc biệt là nó mang tính thầy lâm sàng, giúp cho các bác sĩ có thể thực hành trong cái điều trị hàng ngày với hai cái bệnh lý, đó là bệnh lý hen phế quản và bệnh lý phổi tắc nghẽn mãn tính. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các chủ tọa đoàn ở các đầu cầu, đó là bác sĩ Trần Văn Bình, phó đốc trung tâm y tế của bệnh viện Lục Ngạn, rồi bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn, giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, bác sĩ chuyên khoa 2 Đàm Thận Hiền, giám đốc trung tâm y tế huyện Quế Võ, bác sĩ Võ Duy Trinh, giám đốc trung tâm y tế huyện Thanh Khê, tiến sĩ Nguyễn Thành Cường, giám đốc trung tâm y tế Đa khoa Định, và tiến sĩ bác sĩ Quách Hữu Trung, giám đốc bệnh viện 199 Bộ Công an. Và đặc biệt là chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị bác sĩ ở các bệnh viện trên cũng đã dành những thời gian hết sức quý báu của mình trong mùa dịch để tham dự với cái chương trình của chương trình Vì Lớp Sức Khỏe. Và chúng tôi hy vọng là với những thông tin từ cái hội nghị này thì cũng giúp quý vị trong cái thời lâm sàng tốt hơn, và cũng rất là hy vọng với chương trình Vì Lớp Sức Khỏe thì cũng sẽ giúp cho các bác sĩ có thể quản lý bệnh nhân, xây dựng được một cái phòng quản lý hen đạt tiêu chuẩn theo như cái mong ước của AstraZeneca, của ba hộ chuyên ngành, đặc biệt là Bộ Y tế. Và cuối cùng thì xin chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong cái sự nghiệp hết sức cao cả của mình, đặc biệt là trong mùa dịch thì cũng mong quý vị giữ sức khỏe, và khi ra ngoài thì tuân thủ 5K để làm sao chúng ta sớm chấm dứt cái đại dịch COVID để cho cuộc sống chúng ta trở về bình thường. Cuối cùng xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những cái buổi hội nghị lần sau. Xin cảm ơn anh Trà, cảm ơn các thầy cô, các đầu cầu tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào quý vị. Recording stopped. Thank you.